Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2021. Hiện tại bây giờ là 4 giờ 19 phút buổi chiều rồi cả nhà. Thì để chuẩn bị cho ngày mai là ngày chủ nhật, là ngày 25 tháng 4 á, thì mình có nhận được sự ủng hộ của hai mạnh thường quân về một cái số tiền rất là lớn luôn. Đó. Thì để chuẩn bị cái buổi phát cho những bà con khó khăn theo như nguyện vọng của hai mạnh thường quân này, đến với những người lớn tuổi khó khăn ở thành phố Vĩnh Long, khuyết tật, thì bây giờ mình sẽ cùng dắt cả nhà đi phát phiếu cho bà con nha. Thì ngày hôm hồi trưa thì mình cũng đã phát một ít rồi cả nhà, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ phát thêm nữa để có gì ngày mai nếu mà còn những bà con khó khăn thì mình sẽ tiếp tục phát nữa. Tại vì phát phiếu thì mình vừa phát dạo mà có những ngoại hỏi anh chị cô chú bác khó khăn á, điện thoại cho mình thì mình đều gửi hết, tại vì đa số là những người lớn tuổi hoặc khó khăn thì họ mới cần cái sự giúp đỡ đó cả nhà. Mình có nói với những người khó khăn là mấy ngoại lớn tuổi là ở đây để mình sẽ gửi phiếu. Khu vực này là đường Hoàng Thái Hiếu cả nhà. Ở đây là những cái hoàn cảnh khuyết tật đó, rất là nhiều ở đây. Rồi bây giờ mấy chị mấy cô sắp hàng con đi. Giờ bên đây ai cũng có mà. Chú mình cái phiếu rồi, không cho nói chú ngoại cho mình của cô kia. Giờ để mời rảnh về bãi rồi. Giờ rồi. Rồi với mấy ngoại vô hàng con đi. Ơi, đợi con một chút nha. Thì ngày mai là một trong những mà cũng chia sẻ với mấy ngoại ha, mấy chị, mấy cô, mấy chú đây có hoàn cảnh khó khăn này, là ngày mai là một trong những là ngày mà con phát mà số lượng quà lớn nhất từ đó giờ luôn. Đó, thì là hôm nay thì con cũng sẽ trao phiếu trước ha. Mở. Đợi con tí nha. Đó, đây là những bà con có hoàn cảnh khó khăn ở nhà mà đang đợi lấy phiếu của mình. Rồi bây giờ mấy ngoại nào trên 70 qua anh đây con. Trên 70 qua đây. Dạ, qua trên 70 qua sắp một hàng giùm con đi. Trên 70 nha, trên 70 qua đây. Trên 70 qua đây. Trên 70 giùm con. Nè ngoại, con gửi ngoại. Rồi mai 8 giờ ha, mời mấy ngoại lại lãnh nha. Dạ. Cảm ơn chú mình. Dạ, mai 8 giờ mời mấy ngoại lại lãnh nha. Trên 70 qua đây giùm con nha. Dạ. 80 được không? Cảm ơn cho mình. Đây. Con thì con quá biết nhau rồi ngoại. Dạ rồi. Mai 8 giờ. Ủa gì 70 hả? 62. Rồi, bà em con xíu ra đây. Rồi. Rồi. Dạ. Cảm ơn chú mình. 62 nha. Chú nhiêu rồi? 62 qua đây. Bác nhiêu rồi? 63. Hả? 63. Rồi đợi con xíu. Đây ngoại không thấy đường, con gửi. Rồi. Cảm ơn. Rồi bây giờ đợi con nghe, con đưa phiếu màu xanh cho mấy cô. Mấy người trẻ hơn. Đợi con xíu. Con nhiêu rồi? Con lụm gì trai? 65. Đây con gửi nè. Dạ rồi. Rồi ai nhận rồi về em con đi. Rồi bắt đầu ngày mai lại lãnh. Đừng sắp hai nữa. Ngoài về con đi. Con đưa rồi thì mày về đi. Dạ rồi. Được. Rồi mấy cô. Dạ mai 8 giờ ha. Mai mấy cô lại lãnh. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Hôm nay mình chưa. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn mình. Dạ. Rồi mai 8 giờ mày mới cô là lạnh. Dạ đến cánh tay. Dạ rồi. Thôi con cảm ơn. 8 giờ sáng mai. Dạ rồi.
cả nhà ơi, thì mình đã tới tiệm vàng rồi. Bây giờ ha, mình sẽ cho cả nhà xem cái số tiền mà ngày mai mình nhận được của hai mạnh thường quân. Đó là anh Tấn và chị Hồng đã gửi cho mình tổng cộng. Chị Hồng gửi là 2.500 đô, anh Tấn là 1.900 đô, là 4.400 đô để cái buổi phát thiện nguyện vào ngày mai dành cho 400 hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Vĩnh Long. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng vào tiệm vàng trong ngày hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2021 để xem 4.400 đô thì chúng ta sẽ đổi được bao nhiêu tiền. Rồi chào anh chị chủ, cho anh đổi 4.400. Mình sẽ thực hiện theo nguyện vọng của anh Tấn và chị Hồng nha cả nhà. Thì bây giờ chúng ta chuẩn bị đi đặt gạo và mua mì và mua các nhu yếu phẩm khác. Để chúng ta sẽ cùng xem tỷ giá ngoại tệ trong ngày buổi chiều ngày hôm nay nha. Cho anh mượn. Và cả nhà vậy là 4.400 đô của chúng ta hôm nay là tỷ giá ngoại tệ là được là 2.367.100 đô. Chúng ta sẽ được là 104.148.000. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đợi các em nhân viên đếm tiền nha cả nhà. Rồi sau khi mà chúng ta xem thẻ máy rồi thì đây là số tiền mà vào ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi phát thiện nguyện rất là lớn vào ngày mai đây cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đặt gạo nha, mua mì, nước tương, dầu ăn và đường. Rồi cảm ơn em. Rồi cảm ơn anh chị chủ. Rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đặt gạo nha cả nhà. Buổi chiều hôm nay chuyển mưa quá. Bây giờ là 16:36 rồi cả nhà. 4:36 buổi chiều rồi. Thì cũng chia sẻ với cả nhà luôn về cái phần quà ngày mai mà mình sẽ trao cho những hoàn cảnh khó khăn theo sự mong muốn nguyện vọng của hai mạnh thường quân, anh Tấn và chị Hồng. Đó là một bao gạo 9kg, một thùng mì 30 gói, một chai dầu ăn 400ml, một bịch đường nửa ký và một chai nước tương nửa lít. Đó là những cái phần quà mà những người khó khăn ở tại phố Vĩnh Long sẽ nhận được vào ngày mai. Giờ mình đang dắt nhà vào bến tàu nè, thì chúng ta chạy qua bên chỗ đặt gạo nha cả nhà. Mình đi đường này thì nó sẽ dễ hơn, đi đường 1 tháng 5 thì nó hơi chật một tí. Bên này là một trong, có thể gọi là mua số lượng mà gạo mà lớn nhất luôn đó cả nhà. Rồi chào chị Chính, lâu ghé mới lâu quá mới ghé thăm chị Chính ha. Dạ rồi, rồi thì bây giờ chị Chính tính giùm con nha. Chị Chính lấy giấy ghi lại em con đi. Thì chị Chính vô 400 bao, mỗi bao là 9kg nha. Dạ. Dạ. Vậy tổng cộng là 3.6 tấn phải không ạ? 3.600kg mà dì Chính tính giùm con 15.000kg, dì Chính dân cho 15. Dạ không, dì Chính cứ lấy một loại tốt cho những người khó khăn đi. Dạ. Cho họ có những buổi ăn ngon. Dạ. À, 3.600 nhân 15. Dạ đúng rồi, 50 mấy triệu, 54 triệu không ạ? À? Dạ đúng rồi, 54 triệu rồi, đúng rồi đó. Rồi dì Chính thì bây giờ là dì Chính sẽ lấy giùm con ha, 54 triệu. Bây giờ vào 8 giờ sáng mai dì Chính chở vào công viên Đất Thánh Tây giùm con. Dạ. Tại hôm nay là con nhận được sự ủng hộ của anh Tấn và chị Hồng, ủng hộ rất là mạnh để cho bà con khó khăn hơn Vĩnh Long. Dạ. Thì bây giờ trước tiên thì một cọc này là 50 triệu. Đó, dì Chính đếm nhiều con trước một cái. Rồi dì Chính cũng gầm con. Chắc vô cây không có thiếu đâu con. Dạ. Rồi cái đó. Chú vô hả? Cho chú vô giá con. Rồi rồi đi con. Rồi rồi rồi. Đi cái mất mối bà. Dạ rồi.
tại vì cái đó con mới đếm ở trong tiệm vàng ra. Dạ, 50 triệu là 54 triệu không ạ? Tại vì chính đếm con 4 triệu. Đây chính rút giùm con này. Dạ. Đây dì chính cũng con. Rồi dì chính đếm con là đủ 4 triệu. Đủ rồi con, 4 triệu nè. Dạ, vậy là 54 triệu, con gửi đủ dì chính đó ha. Dạ rồi. 8 giờ hả con? Dạ, 8 giờ sáng mai. Thì con xin nhắc chia sẻ lại với dì chính một lần nữa là nay con nhận được sự ủng hộ của anh Tấn và chị Hồng ở bên Mỹ đó. Dạ. Thì chị chính cảm ơn nha. Hai vị mạnh thường quân Tấn với Hải Đà Hồng ở bên Mỹ đã giúp đỡ cho bà con mình ở đây và giúp đỡ luôn cho dì chính luôn. Dạ rồi. Rồi, rồi. Nhớ đúng giờ mai nha dì chính ha. Ừ. Gán gán để đêm nay vậy là phải gán vô. Dạ. Một bao 9 kg nghe dì chính. Rồi con chào dì chính. Rồi chào con. Rồi cả nhà ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi mua mì nha cả nhà. Thì cả nhà cũng thấy rồi đó, cái số lượng mà đợt này phát là tới 3 tấn 6 luôn. Đó là gạo không nha cả nhà. Còn giờ chúng ta tới mua mì như thế này cả nhà. Thật sự là mấy ngày gặp trời mưa cả nhà, thành ra là những bà con ở Vĩnh Long á bán rất là khó khăn luôn, những người mà bán vé số á hoặc là những người lụm ve chai cả nhà. Và những cái ngành nghề khác á, mỗi lần mà chỉ mưa á, là gần như là nguyên cả một cái thành phố bị bán chậm trở lại, hoạt động ngưng trệ trở lại cả nhà. Thành ra khi mà bà con nhận sự ủng hộ của mình con rất là mừng luôn. Thành ra cái nhà có thể thấy là bà con chỉ cần nghe tin là mình phát phiếu là bà con tập trung lại để cho mình dễ phát thôi đó cả nhà. Bây giờ chúng ta cũng phải tập hóa tỉ mai nha cả nhà. Đó thì tỉ mai nó giờ lại đường này rồi. Rồi, chúng ta cùng vào thôi. Để xem. Rồi, con chào cô. Có chị Mai không cô? Cái nhà đợi mình tí. Bây giờ thì 8 giờ sáng mai, chở ra công viên giùm anh. Thì hôm bữa anh có điện cho chị Mai rồi đó. Thì anh đặt là 400 thùng mì. Ông anh hỏi thôi, hôm bữa là anh hỏi giá. Thì bây giờ em ghi lại và em lên đơn làm sao sáng 8 giờ mai là giao ra giùm anh 400 thùng mì. Để hôm bữa bữa chị tính anh làm. Đúng rồi. Là rồi. Ok. Rồi cả nhà ơi, thì sau này mình sẽ nói lại với cả nhà cho cả nhà biết về cái số lượng mà và những cái phần quà ngày mai. Thì trước tiên mình sẽ chia sẻ với cả nhà nha. Vào ngày mai mình sẽ gửi 400 thùng mì, 400 chai nước tương, 400 bịch đường và 400 chai dầu ăn. Đó. Thì tổng cộng cái số tiền mà mình mua ở tiệm tạp hóa Tỷ Mai là 34 triệu 800 ngàn.
đó, với 54 triệu tiền gạo mà nãy mình mua chỗ Di Chính nữa đó, thì còn dư bao nhiêu thì mình sẽ làm theo yêu cầu của Mạnh Thường Quân. Rồi cả nhà đợi mình tí nha, mình sẽ gửi luôn. Cô có thể đếm với con được không ạ? Em qua đếm giúp anh, 34 triệu. 34 triệu 800. Đúng rồi, chính xác. Em lấy đủ cái số của em đi. Đến đây em. Em lấy đúng 34 triệu 800 của em. Hello chị Vũ. Đó, chị Vũ đã về đó cả nhà. Em mới nhận được tiền luôn đó. Là em quyết định là trao luôn. Giờ em chưa nhận được, em đâu có dám đặt, bậy bạ chết luôn. Trời ơi. À, 800. Không, cô còn. Rồi. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Rồi, giờ đây là số tiền còn lại thì mình sẽ làm theo yêu cầu của Mạnh Thường Quân. Còn ngày mai thì chúng ta sẽ phát 400 phần. Mỗi phần là một bao gạo 9kg, một thùng mì 30 gói, một bịch đường nửa ký, một chai dầu ăn 400ml và một chai nước tương là nửa lít. Rồi bây giờ mình sẽ mời cả nhà ha, cùng vào ngày mai để phát chung với mình. Thì sẵn đây mình cũng chia sẻ với cả nhà là bốn Mạnh Thường Quân đã gửi trước, hai Mạnh Thường Quân là anh Tấn và chị Học là mình đã liên hệ với ở dưới một cái trường học mà đã có liên hệ với mình là muốn nhờ sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân gửi đến những hoàn cảnh khó khăn của các em học sinh tiểu học là không có đồng phục để mà chuẩn bị trụ trường năm học mới. Thì mình xin phép bốn Mạnh Thường Quân đó vào ngày thứ ba là mình sẽ dắt các đồng đội của mình để xuống trường học đó và trao tận tay số tiền của những Mạnh Thường Quân để hỗ trợ các đồng phục và trao tận tay các đồng phục cho các em nhỏ ở trong trường tiểu học đó ở dưới Tâm Bình. Rồi thì bây giờ cả nhà cùng đợi chung với mình vào ngày mai để chúng ta tiến hành phát 400 phần quà này nha. Rồi cả nhà đợi mình tí nha. Rồi thì sẵn đây mình sẽ chia sẻ lại với cả nhà nha. Đây là cái số tiền mà vào ngày thứ ba mình sẽ dắt cả nhà cùng theo chân mình và những đồng đội của mình xuống Tâm Bình để trao những cái đồng phục học sinh chuẩn bị đón năm học mới cho các em khó khăn ở dưới trường tiểu học, dưới sự mà nhờ của thầy ở dưới đã liên hệ với mình đó. Thì đây là những số tiền mà mình định là mình phát ở đây, nhưng mà do là mình muốn chia sẻ về những tấm lòng của Mạnh Thường Quân này đối với các em học sinh mà chuẩn bị kết thúc năm học mà không có đồ mới để mặc, thì mình quyết định dùng cái số tiền này của bốn Mạnh Thường Quân để thứ ba sẽ dắt cả nhà đi xuống dưới. Thì mình cũng xin lỗi bốn Mạnh Thường Quân này, tại vì mình đã phát bốn Mạnh Thường Quân này mình đã liên hệ từ trước, nhưng mà do là nhà trường phải sắp xếp về cái nhất là trường này là trường tiểu học, phải xem những cái hoàn cảnh hộ nghèo của các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5 đó, thành ra là mình nó phải có một cái thời gian hơn đó, là bắt buộc là mình vào ngày mai mình sẽ phát của anh Tấn và chị Hồng trước
rồi mình cũng xin lỗi bốn mạnh thường quân này là tới thứ ba mình mới phát được và mình mới lên tiếp được, nên là mình phải xin lỗi trước tại vì mạnh thường quân này là gửi trước cho mình đó. Nhưng mà có điều mình để hoạt động thiện nguyện dành cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở dưới trường đại học. Thì đây, vào ngày 17 tháng 4, 10 giờ 49 phút là mình nhận được 12.375.000. Hình như đây là số tiền của anh Hiếu bên Na Uy á cả nhà. Anh ấy có chuyển thẳng vào tài khoản của mình. Đó, thành ra là mình không có nhận được tiền mặt, mình không có đổi được. Đó, nhưng mà tài khoản của mình là có 12.375.000. Ngay sau đó là tiếp theo là tấm lòng của anh Hiệp Nguyễn nha cả nhà. Đã gửi cho mình là 100 đô. Đó. Và tiếp theo nữa là anh Nam Long. Đó, cũng là 100 đô luôn. Thì em xin phép hai anh chứ còn một anh nữa là anh Điệp gửi cho mình qua Western Union đó cả nhà. Mình vào ngày thứ ba mình sẽ dắt cả nhà đi lại Western Union lấy cái số tiền anh Điệp ủng hộ, đó là 4 triệu đó ở Western, tổng cộng là mình cũng trên dưới 20 triệu. Để thứ ba chúng ta sẽ cùng đi xuống dưới trường tiểu học đó để phát những đồng phục mới cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà không có khả năng mua đồng phục cả nhà ha. Rồi đó, thì mình cũng chia sẻ với bốn mạnh thường quân như vậy, thành ra là có cái nó hơi chậm trễ hơn mạnh thường quân mà ngày mai mình phát đó, thì mình cũng muốn chia sẻ để cho bốn mạnh thường quân hiểu và thông cảm giúp cho mình. Giờ rồi cả nhà ơi, bây giờ là 7 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2021, bữa nay là chủ nhật rồi cả nhà. Thì mình sẽ bắt đầu cái công đoạn chuẩn bị thêm, để chút xíu nữa chúng ta sẽ trao 400 phần quà. Thì do là hôm nay là phần quà là tới 5 món lận mà có 3 món thì nó khá nhỏ nhỏ, thành ra là mình bắt buộc mình phải đi xuống chợ mình mua thêm những cái bịch ni lông để cho những người lớn tuổi đó mà khuyết tật có thể đựng những cái món quà nhỏ nhỏ thì nó không bị rớt. Còn gạo với mì thì mình sẽ không có bỏ bọc được, nó quá to. Đó là mình quyết định là mình xuống chợ mình mua 2 ký bọc để mình đựng những cái chai dầu ăn, nước tương với đường. Rồi chúng ta đang đi đường 3 tháng 2 phường 1 đó cả nhà, chợ Bình Long. Đây là khu vực chợ trái cây. Đây anh em gửi. Tám 42. Dạ em đi phát từ thiện nha. Mua mấy cái này để đựng mấy cái nước tương đó với đường. Mấy ngày gì đắp, đâu mấy ngày. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào công viên nha cả nhà. Rồi sau khi mà chúng ta đã mua bịch ni lông để đựng những cái món nhỏ nhỏ rồi cả nhà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến công viên Đất Khánh Tây nha. Bây giờ là 7 giờ 7 phút rồi cả nhà.
mình nay mình vào sớm để mình chuẩn bị cái công tác giăng dây và chuẩn bị phát phiếu thêm. Tại vì ngày hôm qua thì mình phát khoảng hơn 100 phiếu thôi, mà hôm nay chúng ta phát tới 400 phần lận. Thật ra là những đồng đội của mình sẽ hỗ trợ mình thêm về cái việc mà lựa chọn những người lớn tuổi, khuyết tật để phát phiếu. Rồi nếu mà còn dư thì mình sẽ gửi cho những người khó khăn nhưng mà trong cái độ tuổi trẻ hơn. Mình đang dắt cái nhà ở đoạn đường Hoàng Thái Hiếu, quận 1 nha cả nhà. Sáng giờ mình phát trên cái đoạn đường đi của mình thì mình cũng vừa phát phiếu dạo luôn. Cả nhà đợi mình tí nha. Mình rút tiền cái đã. Rồi nãy mình rút tiền để mình xài cả nhà ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến công viên Đất Thánh Tây nha cả nhà. Hello người đẹp. À, người đẹp quá cho đồ nè. Đó có bánh mì nữa kìa. Đó, quý quá chưa? Người đẹp kìa kìa. Đây mời người đẹp lại lãnh quà. 8 giờ. Chú Minh đây có sẽ cho kìa. Cảm ơn chú Minh nhiều. 8 giờ nha chị. Còn quý kia nữa. Rồi chị giao luôn em cho chị nha, chị có đứa nhỏ bại não đi ha. Rồi 8 giờ ha, mời chị lại nhận. Rồi. Ở cả nhà thấy không? Thì đối với những cái hoàn cảnh khó khăn á, những người dân ở trong và ngoài nước đều là người ủng hộ. Người ủng hộ buổi ăn sáng, người ủng hộ ly nước, người ủng hộ vài tờ vé số. À, ngoài đây con gửi ngoài tấm phiếu luôn, chút xíu 8 giờ ngoài lãnh nha. Cảm ơn con. Dạ cảm ơn con. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình vào công viên nha cả nhà. Thì đối với những người khó khăn á, chỉ cần mà mình giao phiếu mời một người thôi thì những người kia sẽ truyền tay nhau. Công viên thành phố Vĩnh Long hay gọi là công viên Đất Thánh Tây đó các nhà. Cô đợi chút xíu đi con gửi cho. Em dựng phía sau lưng anh đi. Rồi rồi mấy cô cứ đợi đi chút xíu con phát thêm. Cứ cái đợi trong ngát thôi. Khi nào mà tới giờ rồi con sẽ phát phiếu cho. Dạ. Bữa nay chắc cũng đủ mà thành ra là mấy ngoại mấy nội và mấy cô chú rồi yên tâm. Dạ. Bây giờ mấy cô cứ ngồi chỗ mát đi, khi nào chút xíu con đồng đội con ra phát phiếu thì mấy cô cứ nghe theo cái lời chỉ dẫn nha của đồng đội con giống như là trước vậy đó. Dạ, con nghĩ là hôm nay ai cũng có mà, thành ra là ngồi chỗ mát đi. Dạ. Dạ, cứ để đó con xuống đồ ha. Dạ. Trời, bữa nay cô bộ là chỗ tỷ mai giao đồ cho mình quá sớm luôn. Đó, những đồng đội của mình nè nha. Với những người thường xuyên mà giúp đỡ. Dạ. Mấy ngoại cứ ngồi chỗ mát đi chút xíu nữa con sẽ phát phiếu sau. Dạ dạ, cứ ngồi chỗ mát nè cũng được. Bữa nay là phần quà của mình nó hơi lớn.
Nói chung là do là những mạnh thường quân thấy mình rất là trật tự trong cái đợt trước, thành ra là hôm nay là phần quà của mình mỗi người là tới 222.000 lận. Đó là một người. Là đợt này con phát là 90 triệu đó. Thành ra là bà con cứ yên tâm, chắc chắn ai cũng có. Nhưng mà chút xíu nữa phải mấy ngoại mấy nội ha, phải nghe những lời mà sắp xếp của đồng đội con nha. Dạ, thành ra là hôm nay là phần quà chúng ta được tới 5 món lận. Đó, thì chút xíu nữa con sẽ chia sẻ thêm. Rồi mấy ngoại cứ ngồi chỗ mát đi, chút xíu là con mời lại nhận phiếu sau ha. Con nói mấy ngoại á, một chút xíu á, là mấy ngoại ngồi chỗ mát á, thì con sẽ ưu tiên cuối cùng nha. Chút xíu nữa là miễn ai sắp hàng là con sẽ gửi trước, sau đó là tới xe lăn rồi tới mấy ngoại ha. Con cũng nói trước luôn, nếu mà mấy ngoại không di chuyển được á, khó khăn thì cứ ngồi đây. Dạ, chút xíu cứ để con. Dạ rồi, dạ, ai mà đứng sắp hàng nổi thì con sẽ bắt đầu tiên. Còn nếu mà ai mà không sắp hàng nổi á, thì cứ ngồi, mấy ngoại cứ ngồi đó rồi con sẽ bắt sau. Thì bây giờ mấy ngoại cứ mấy ngoại mấy cô mấy triệu mấy chí à, mấy chú đứng bên một bên đi. Bữa nay chắc cũng con cũng cố gắng lắm mẹ ơi, chứ bây giờ mà dạ. Còn mày cứ ngồi đi, mày ngồi đi. Là đều có quà hết. Rồi con cảm ơn cô. Rồi mấy ngoại mấy cô rồi cứ tập trung ngồi chỗ mát đi, chút xíu con phát phiếu cho những người chưa có sao ha. À, cứ ngồi chỗ mát đi. Dạ khoan, hết sắp hàng nắng lắm. Dạ cứ vô chỗ mát ngồi đi. Chút xíu nữa là đồng đội con tới rồi, lúc đó là đồng đội con sẽ phát phiếu cho nha. Nói chung là cái đợt này thì cũng như cái đợt trước thôi, là nó con nghĩ là đủ hết á, thành ra là mấy cô cứ yên tâm, không ai thiếu đâu. Cứ vô chỗ mát ngồi đi. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ được, dạ được, dạ được, dạ. Chút xíu ngoài đợi con chút xíu, dạ. 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 Dạ, ngoài ngồi đâu cũng được hết trơn đó, ngoài cứ việc ngồi đi, nhưng mà miễn là ngoài ngồi trong mát thì con sẽ phát cuối cùng. À, tại vì con ưu tiên cho những người lớn tuổi mà người ta sắp hàng nắng á, à, là con sẽ ưu tiên trước. Dạ. Rồi rồi, mấy ngoại cứ đợi con chút xíu nha. Rồi sẽ bên bộ phận xe lăn đậu bên đây giùm con nha. Cứ đậu chỗ mát giùm con đi, rồi khi nào mà tới tới phát thì con mời qua. Cứ đậu chỗ mát đi. Chú cứ vô chỗ mát, bác cứ vô chỗ mát ngồi đi, rồi chút xíu con phát phiếu cho ha. Cứ ngồi chỗ mát con đi, chưa tới giờ thành ra con chưa có Đó là những đồng đội của mình sẽ trợ giúp mình trong buổi sáng ngày hôm nay, đây là bạn Yến nha cả nhà. Đó, bạn Yến. Dạ dạ, để đó không con. Ôi. Từ từ. Sửa lại. Nước tương chất ba lớp thôi. Dạ ba lớp thôi. À, hôm nay là chúng ta sẽ được khoảng là nói chung là 2.000 món luôn cả nhà. Ồ, gạo đã tới luôn rồi cả nhà ơi. Rồi ai ginh gạo xuống giùm em đi. Ai phụ em ginh gạo đi. Dạ. Gạo hôm nay là em phát là 3 tấn 6 đó. Rồi chú cái đợi máy đi, chút xíu là con phát hết à. Bữa nay đủ hết, con xe lăn con mời hết rồi. Chú cứ ngồi chỗ mát đi, rồi chút xíu con mời lại sắp hàng sau ha. Đó, bữa nay là mấy ngoại mấy nội rồi cứ yên tâm. Hôm nay chúng ta nhận được rất là nhiều. Hôm nay con phát là 3 tấn 6 gạo. 3,6 tấn ha. Đó. Không, bây giờ mấy ngoại cứ ngồi đó đi, con phân theo độ tuổi với bệnh tật. Dạ, thì con sẽ ưu tiên có khác nhau. Nói chung là ai cũng có, nhưng mà vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi. Những người mà mình lớn tuổi thì chắc chắn mình sẽ được ưu tiên trước, hoặc khuyết tật đó. Mấy ngoại cứ ngồi chỗ mát đi, đừng có đứng vô nắng thấy tội nghiệp lắm. Dạ dạ, thì cô cứ vô chỗ mát cô đứng đi. Rồi rồi chút xíu nữa thì đồng đội con á mời vô hàng nhận phiếu, thì cứ việc nghe theo đồng đội con nha. Rồi bây giờ xuống đủ chưa? Khoan từ từ em đợi anh tí nha. Để anh xuống cái này cái anh mới sắp hàng để anh xuống gạo được. Rồi hôm nay là con nhắc lại với bà con nghe, là hôm nay là con phát tới 90 triệu lận, có thể gọi là cao nhất từ đó tới giờ luôn. Đó, dưới hai tấm lòng của anh Tấn và chị Hồng, là hai mạnh thường quân ở bên Mỹ.
Đó, tại vì thấy bà con những cái đợt trước á, là nói chung là rất là trật tự. Đó, trong cái đợt vừa rồi á, đó thành ra là thành ra là anh ấy và chị ấy là quyết định là lần này ủng hộ bà con, là cho bà con một cái phần quà nó đầy đủ hơn. Đó. Dạ cứ đứng vô chỗ mát giùm con đi, rồi khi nào tới con mời ra sắp hàng, con phát phiếu thì ra. Dạ ha. Cứ vô chỗ mát đi bà con. Chứ không đứng chỗ nắng thì cũng chưa tới giờ, thành ra con chưa có sắp được. Mình xin nhắc lại với cả nhà nha, một phần quà hôm nay của chúng ta sẽ là một bao gạo 9kg. Mỗi bao 9kg, 400 bao là 3.600kg, là 3 tấn 6. Đây con nhắc với con chia sẻ với mấy ngoại luôn. Hôm nay là con phát nè, một phần quà là bao gồm nè: một bịch gạo 9kg, một thùng mì 30 gói, một bịch đường nửa ký, một chai dầu ăn 400ml với là cái gì nữa con quên rồi. À, một chai nước tương nửa lít. Dạ rồi, đó là những cái phần quà là bà con sẽ được nhận trong ngày hôm nay. Đó là một người đó. Dạ. Thành ra là con chia sẻ là với mấy ngoại ha, mấy chị, mấy cô, mấy chú, mấy bác nè. Chút xíu nữa đồng đội con mời sắp hàng thì là nghe theo đồng đội con, để đồng đội con có thể là phân ra từng độ tuổi để sẽ có sự ưu tiên khác nhau. Nhưng mà con chắc chắn là hôm nay là ai cũng có đủ. Thành ra là mấy ngoại, mấy những người trẻ tuổi hơn thì những nhường cho những người già và lớn tuổi hơn hoặc khuyết tật hơn giùm con nha. Đó thì con chia sẻ vậy đó, để chút xíu nữa là con mong muốn là mấy ngoại mấy nội là không có cãi nhau nha. Dạ, cứ nhường nhịn nhau là mình đều có hết. Con, tụi con sẽ có sự ưu tiên, ngoại ngoại kia yên tâm, ngoại cứ ngồi đó đi. Đó, đây là những đồng đội của mình sẽ phụ trong buổi sáng ngày hôm nay. Bạn Quý nha cả nhà. Bạn Yến, bạn Trinh, bạn Vinh. Và bạn Phúc, mình bạn tụi con. Cho anh coi bình đường không? Đâu rồi? Đây này cả nhà. Đường cũng rất là đẹp nha. Sạch, đường Biên Hòa, đường Cuba. Đó, nước tương thì chai nước tương là Hồng Vũ. À, trên xe anh hồi nãy có anh có mua 2 kg bọc đó đâu rồi? Đây nè. À rồi, ok. Nè, chút xíu mấy ngoại, mấy nội nghe con nha. Khi mà mình nhận quà thì là những cái món nhỏ nhỏ như là đường, nước tương với dầu ăn con sẽ bỏ vào bọc. À, còn gạo với mì thì mấy ngoại ginh giùm con. Nếu mà không ginh nổi thì nhờ đồng đội con ginh ra cái chỗ nào đó, đó mà người nhà chở về. Ha. Dạ, thì trong cái khu vực ở đây thôi nha. Dạ. Những cái nhỏ nhỏ, 3 món nhỏ thì con sẽ bỏ bọc. Đó, để cho nó khỏi bị lăn với bị rớt. Nhưng mà bây giờ là cái số lượng này nó hơi nhiều, thành ra thôi con quyết định là con phát bọc cho mấy ngoại luôn, để hồi mấy ngoại có gì bỏ giúp con ha. Tại vì nếu mà số lượng 400 thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Dạ. Dạ dạ. Đó, bắt đầu là tem của mình là xuống gạo này cả nhà. Hôm nay là phải nói là nhờ sự giúp sức của mấy anh này. Rất là nhiều mới được. Số lượng này cả nhà thấy không? Quá nhiều luôn. Chắc lại kiểu giùm em đi. Ồ, cả nhà ơi, vậy là mình mua 9kg mà hình như là cô chính là quyết định là tặng cho mỗi người 10kg luôn nè cả nhà. Wow, gạo này gạo ngon. Rồi bà con ơi, rất là mừng luôn. Thì hôm qua con mua 9kg theo yêu cầu của Mạnh Thường Quân. Tại Mạnh Thường Quân thấy số 9 là số đẹp, thì muốn bà con là có một cái sự may mắn. Nhưng mà do là con thấy là chỗ gạo của cô Chính Hòn á, cô ấy quyết định là hỗ trợ cho bà con thêm 1kg nữa, là mỗi người sẽ được 10kg luôn. Chẳng những là 10kg mà gạo này trong bọc là rất là ngon á, có thể gọi là rất là cao cấp về những cái gạo mà ở trong cái bịch như vậy. Đó là ở chỗ cô Chính là hỗ trợ cho bà con là được thêm 400kg nữa đó. Dạ. Khá là bất ngờ luôn. Dạ đây, gạo đài thơm luôn. Gạo đài thơm. Đây bà con thấy không? Thường thường mà bà con nhận mà một cái bao 10kg thường là nó sẽ vào trong một cái bịch kia đúng không ạ?
đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta vào cái bịch này thì nó đã được khẳng định thương hiệu thêm rồi nè. Đó, có cái quai cầm rất là dễ cho mấy ngoại mấy nội sách đúng không ạ? À? Hôm nay cũng rất là vui vì ở chỗ cô Chính đã hỗ trợ 400kg cho chúng ta luôn rồi. Bỏ chất lên em nha. Dạ rồi. Dạ là anh giao đủ cho anh. Rồi, cảm ơn anh nhiều. À. Dạ rồi. Cả nhà thấy cái số lượng ngày hôm nay không? Dạ rồi. Con nói là hôm nay là chúng ta chắc chắn sẽ đủ hết, thành ra là nhường nhịn nhau nha. Dạ chút xíu là nghe theo cái lệnh mà sắp xếp của mấy đồng đội con. Đó thì mấy ngoại cứ sắp theo một cái vị trí rồi sau đó đồng đội con sẽ ưu tiên cho phát cho những người lớn tuổi trước. Ai cũng có phần, chỉ là vấn đề là thời gian thôi. Dạ. Rồi ngoại cứ ngồi mát phía sau con. Đừng có lấn lên cái hàng này của con nữa nha, để một chút xíu nữa là hàng này của con sẽ phát á. Để ở đây con sắp đồ cho nó dễ. Đúng rồi, chất 10 cho mình dễ kiểm anh hả? Quyết tật thì anh cứ đậu bên mát đi anh Hùng. À, chút xíu nữa thì em mời em qua. À. Hốt kỹ giùm con nha chú. Khoan ngoại ơi, để con hốt gạo cái ngoại. Ngoại cứ ngồi đi, bột không có thiếu đâu. Bột bên kia kìa, bột bên kia. Ngoại qua bên đó ngoại lấy giùm con đi. Ngoại qua đó ngoại lấy bột giùm con đi. Không được em, nếu đủ rồi được rồi. Mì 400 đồng. Rồi. Thì mỗi thứ là hôm nay là 400 đó. Mấy chú đổ ra nhẹ nhẹ em con nghe, không thôi sợ nó bị bể nữa đó. Nhẹ nhẹ em con. Ngoài cái đi qua đi. Rồi, cái bọc gạo này đem về cho gà ăn được nè. Dạ. Chút xíu bịch nào bể thì em bỏ qua bên hông giùm anh đi. Bị mấy bịch? 2 bịch luôn hả? Chú cứ qua bên đó đi, chút xíu đồng đội con sắp rồi, tụi đồng đội con sẽ phát phiếu cho mấy chú. Chú cứ ngồi chỗ mát đi. Cứ yên tâm là chắc chắn ai cũng có phần, thành ra là bà con cứ đợi chờ con chút xíu. Để cho đồng đội con xuống đồ với sắp xếp nữa. Rồi con vô con mới sắp phiếu một cái. Rồi con mới bắt đầu con ra con phát phiếu cho bà con. Mấy ngoại cứ ngồi lại chỗ mát đi. Khi nào mà đồng đội con mời ra nhận phiếu thì lúc đó mình hãy ra nha. Khoan em ơi, em đừng bỏ về, nó cực mình, nó không kịp đâu. Em cứ bỏ, một chút xíu mình phát, một người phát luôn cái bao để cho người ta đựng mấy cái đồ nhỏ ha. Mình lấy vô luôn đi. Ai đi ngang, ai mình phát là mình phát luôn cho bao cho người ta đựng vô là được. Chai dầu dễ đưa cho anh mượn coi chai dầu. Nhà đây là chai dầu Dona Food. À, chai dầu 400ml này. Bảo vệ tim mạch. Cho anh nè. Hai nãy em rớt quá, vài thùng để hồi dễ lấy. Em kinh nổi mấy thùng dầu ăn ra đây không? Để em hồi dễ truyền ra.
nay là phần quà là khủng khiếp luôn cả nhà, số lượng quá nhiều luôn. Rồi nè, bây giờ dạ bây giờ không phải, tại vì có hai cái bao kia nó bị bể, em để bên trong rồi, em để bên trong hai bao bị bể rồi. Rồi rồi nè, bây giờ em cần hai người ở lại thôi, còn nhiêu thì hai người, bây giờ ai muốn ở lại với em? Rồi bây giờ ai ở lại với em? Vậy là bây giờ tại vì nhiều quá nó sẽ dư lắm, chỉ cần hai người thôi. Rồi rồi bây giờ là mấy anh nãy thì xuống đồ giúp em đúng không? Mấy người? 1, 2, 3 thôi đúng không? 4. Rồi bây giờ 4 người nhận 4 phần giùm em, mỗi người 1 phần, rồi về giùm em 4 người. Rồi bây giờ em cần hai người ở lại để giúp em. Rồi bây giờ chuyện 4 phần nha Vinh ơi, chuyện 4 phần ra 4 người phụ xuống đồ nãy giờ giùm tôi đi. Bây giờ anh đợi chút xíu đi, còn qua anh đây rồi em sẽ phát phiếu cho. Tại vì hôm qua anh phát rồi, hôm qua anh phát cho tôi rồi. Phát phiếu rồi à? Rồi. Rồi bây giờ bốn anh lấy về giùm em đi. Để cho sẽ bớt, sẽ ở đây em chỉ cần hai người là phụ là truyền mấy đồng đội em thôi là được rồi. Dạ rồi. Xíu ai ở lại con sẽ ưu tiên riêng cho nha. Rồi bốn anh đó rồi về giúp em đi, để cho mình chống bớt rồi em mới giải quyết bên đây công việc được. Không ơi, không vô em ơi, vô là không có kịp đâu, nhiều lắm. Bây giờ em cứ để bọc nó đi, một chút xíu mình phát là phát luôn cái bọc riêng để cho người ta đựng vào. Mấy cô qua đó đi. Để đi. Dầu đúng không? Đúng rồi, mỗi người một bịch. Rồi bây giờ bốn anh về giùm em nha. Cứ đợi bên đó đi rồi con sắp con phát, đồng đội con phát phiếu cho. Một người lấy thôi, để không có bị hỗn loạn. Rồi mấy ngoại cứ qua đó một con đi, rồi con phải phát phiếu sau. Có 4 người mà sao lu bu vậy? Rồi đi về giùm em. Rồi đi về giùm em. Nhận xong là đi về để em giãn bớt ở đây em mới làm việc được. Rồi, cảm ơn mấy anh nhiều. Vậy là con đã ưu tiên lắm luôn rồi đó, với cái tính nhiệt tình đó. Rồi rồi bây giờ nè, vô đếm phiếu dành đi, vô đếm phiếu dành. Rồi bây giờ mấy ngoại cứ vô chỗ Mát ngồi đi, con đếm phiếu một cái đã, con đếm phiếu rồi con mới quyết định được. Bây giờ ai có phiếu thì đi qua chỗ Mát ngồi đâu đó đi. Dạ, chút xíu con phát cho những người chưa phiếu thôi. Rồi. Đó cả nhà, thì do ngày hôm qua mình phát cũng khoảng 100 mấy rồi. Bây giờ mình với đồng đội mình đang kiểm phiếu để đếm cho đủ 400 để phát cho những người khó khăn đó. Thì những bạn nữ của mình ở ngoài là đang bỏ vào bao những chai nước tương, dầu ăn và những bịch đường rồi cả nhà, để cho dễ dàng hơn, cho bà con nhận dễ dàng, dễ sách hơn. Mình đang làm gì? Đi bán đi. Rồi, đó là nhiêu đây đó. Rồi, vậy đủ số lượng nhập chung lên luôn nha. Rồi, ok. Rồi, coi như là hai người lựa chọn ha. Rồi sau đó là phân cho nó hợp lý ha. À, nhưng mà xe lăn đó là anh chưa phát nha. Chút xíu là em phát xe lăn luôn nha. Đúng rồi, xe lăn với mấy người mà chưa có luôn. Đúng rồi. Em mời mấy người có phiếu qua một bên đi nha. À, bây giờ mấy cô ra ngoài đi, con đang bàn công việc ở đây, con mới ra con phát cho mấy cô được. Chứ mà đứng đây là con không có làm việc. Con cứ đó đi rồi đồng đội con sắp xếp. Chứ mà ai cũng vô đây hết là con không có làm việc được. Rồi, uống đi mình chuẩn bị. Rồi cả nhà ơi, thì do cái số lượng là quá đông. Đó, chú chưa có phiếu đúng không? Chú vô sắp hàng con đi rồi đồng đội con phát phiếu cho.
thành ra là mình đã nhờ đồng đội của mình để lựa chọn. Dạ bên xe lăn khuyết tật thì cứ đậu một bên giùm con đi, rồi đồng đội con qua phát cho. Ngoại ngoại qua đó giùm con đi ngoại, nghe đồng đội con kìa sắp hàng kìa, ngoại cứ sắp hàng đi đồng đội con phát tới. Đó, những đồng đội nữ của mình hôm nay là bạn Yến nè, bạn Tâm nè, bạn Trinh nè. Đó, bạn Phúc thì bên photo sẽ bắt đầu là vẫn đang bỏ bao rồi cả nhà. Bây giờ mấy ngoại là phải nghe đồng đội con sắp xếp nha, thì mình mới nhanh chóng mình nhận phiếu và mình nhận quà được. Còn nếu mà mấy ngoại mà không nhường nhịn nhau á là mình sẽ không có nhanh được nha. Đó kia đồng đội kia lại nhận phiếu giùm con kìa. Dạ dạ, cứ từ từ thôi mấy ngoại, từ từ thôi. Dạ rồi, bây giờ mà ngoại nào mà đi không nổi thì mà ngoại cứ ngồi đây giùm con, cứ ngồi đây giùm con là con phát cuối cùng, nhưng mà có điều là vẫn có đó. Dạ dạ, ngoại đi không được thì ngoại cứ ngồi đây giùm con đi, chút xíu con sẽ phát sau. Dạ, ở đây là mấy ngoại này có phiếu chưa ạ? Chưa đúng không? Rồi mấy ngoại cứ ngồi chỗ mát giùm con đi, rồi chút xíu con sẽ phát cuối cùng. Không, mấy ngoại cứ ve lại giùm con đi, để chỗ này ngồi cái đường người ta lãnh rồi người ta đi ra. Cô đi không nổi thì cô cứ ngồi đâu đó bên đây giùm con đi. Dạ dạ, ve lại giùm con nha. Dạ, để hồi ta vô lãnh bằng đường này, tại vì hôm nay cái phần quà nó hơi lớn, ra là mấy ngoại thông cảm giúp con, tạo cái đường giùm con nha. Dạ, mọi người ngồi đi. Không được rồi, bỏ túi đó bể điện thoại của anh. Từ mấy ngoại cứ ngồi đó đi nha, mình ngồi trong mát thì mình phải hy sinh tí là mình nhận hơi trễ một chút. Rồi mấy ngoại ngồi không nổi hay là đứng gì đó, dạ thì cứ đứng đây đợi con xíu. Đó, những đồng đội của mình thì sẽ bỏ vào bao nhiêu bài luôn nha cả nhà, để cho dễ. Rồi, mấy chú, mấy cô, mấy anh đợi xíu nha. Rồi, hôm nay con chia sẻ lại với mấy chú nè, là hôm nay chúng ta nhận được sự ủng hộ của anh Tấn và chị Hồng. Đó, đã gửi về cho con là $4,400. Là coi như là hôm nay chúng ta mỗi người để gửi cho 400 phần quà, mỗi phần quà là một bao gạo 9kg, một thùng mì 30 gói, một chai dầu ăn, một bịch đường và một chai nước tương. Đó là hôm nay chúng ta được nhận được sự ủng hộ của hai mạnh thường quân rất là lớn, phải không ạ? Một người tới 5 món quà lận. Đó, thành ra là con cũng chia sẻ là nếu mà chút xíu nữa mà khi mà mình nhận quà giờ thì mình cũng cảm ơn hai mạnh thường quân để cho những mạnh thường quân vui nha. Dạ. Gạo đó là mới xuống có một xe thôi đó cả nhà, bây giờ xe tiếp theo nè. Dạ rồi. Mấy ngoại đó phát cuối cùng đi em. Mấy ngoại ngồi trong mát thì mình phát cuối cùng. Còn những ai mà sắp hàng ngoài nắng thì mình sẽ mời nhận trước. Bây giờ mấy ngoại này là hoàn toàn là chưa có phiếu đó. Bây giờ em phát phiếu luôn. Ha, phát phiếu. Giờ bây giờ ngoại nghe theo đồng đội con đi, đồng đội con sắp xếp rồi ngoại. Ngoại nghe theo đi thì con mới phát được. Dạ dạ không sao, ngoại cứ ngồi đi. Rồi chị ngồi đó nha. Chị này là đi bằng hai tay hai chân đó cả nhà. Ngoại cứ ngồi chỗ mát giùm con đi ngoại. Ngồi chỗ mát đi rồi chút xíu con sẽ gửi quà cho. Ngoại cứ vô chỗ mát ngồi giùm con đi. Ủa hôm bữa con nhớ có một cái chú mà xin con chiếc xe lăn, chú nó nhớ, có chú nào nhớ chú đó không ạ? Dạ đâu ạ? Có chú nào mà xin con chiếc xe lăn đâu ạ? Dạ. 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 Tại vì có một chú hôm bữa xin con thì giờ đã được mạnh thường quân là hỗ trợ nè. Đó, nhưng mà không biết là chú xe lăn đó là bữa nay hình như con không thấy hả? Xe lăn hay ổng đi bộ. Ổng đi bộ, nhưng mà ổng mới xin xe lăn. Dạ, đó thì là cái bác đó đó. Có ai biết bác đó ở đâu không ạ? Có ai biết đó bác đó ở đâu mời lại giùm con với. Xa lắm hả? Dạ. Hiện tại là bây giờ con đang cần thông tin của bác đó.
thành ra là cô chú bác nào mà biết về cái chú đó thì liên hệ giúp con nha. Dạ là bây giờ bác là bác bị tai biến đúng không? Dạ là bác bị bên nào, bên phải à? Dạ bác bị lâu chưa? 12 năm. À, nhưng mà bác con thấy bác đạp xe đạp vẫn được đúng không? Nhưng đẩy không mà. À đẩy hả? À vậy là bác muốn một chiếc xe lăn điện hả? Thì bác quyết định ngồi xe buôn bán dễ dàng hơn đúng không? Vé số của bác đâu rồi? Bình thường là con thấy bác bán vé số là bác đâu có trưng bày ra được đúng không? Dạ có nghĩa là bác chở tới bác chạy tới một cái địa điểm rồi bác để xe rồi bác mới vô bán phải không? Chưa lấy. Dạ. Thì vấn đề chỗ là Mạnh Thường Quân nếu mà nhìn bác có muốn giúp đỡ thì con sẽ gửi cho bác. Dạ. Nhưng mà cái đợt này là con nhận được sự ủng hộ để giúp đỡ cho bác kia. Dạ. Bây giờ thì con đang kiếm bác đó mà cũng chưa thấy. Ngoại qua đó sắp hàng cho con đi ngoại. Ngoại qua sắp hàng đi rồi đồng đội con phát cho. Ngoại qua cái khu này là khu khuyết tật, ngoại qua bên khu lớn tuổi kìa. Đó khu bên đó không con? Nhớ mình. Dạ dạ rồi bây giờ có ai giùm con thì nói bác đó ra giùm con đi để con gửi luôn chiếc xe lăn điện nè. Ở nhà thấy số lượng gạo không? Quá dữ dằn. Mình cũng muốn cho cái nhà xem để cảm nhận về cái chị vô chỗ mát ngồi mấy đi chị Thu. Chưa có phiếu. Cái phiếu này là quý vô xem. Rồi giờ em phát xe lăn giùm anh đi. Đó thì bây giờ mình phân chia ba khu vực. Đây là một cái khu vực là khuyết tật, một cái khu vực là đã nhận phiếu ngày hôm qua, một cái khu vực là chưa nhận phiếu. Đó để các đồng đội của mình sẽ bắt đầu trao. Rồi con xin nhắc lại với mấy chú nha, hôm nay chúng ta nhận được sự ủng hộ của anh Tấn và chị Hồng nha. Dạ bên Mỹ là mỗi phần quà hôm nay là 5 món gạo 9kg nhưng mà rồi từ từ anh. Đưa luôn đi. Đó, gạo 9kg nhưng mà hôm nay là ở chỗ dì Chính Hòn là quyết định là hỗ trợ cho mỗi người thêm 1kg luôn. Là bây giờ là đưa gửi cho mình là mỗi người là một bao gạo 10kg luôn. Dạ mà hôm nay là gạo ngon nha, thành ra là bà con cô bác là ăn thì chắc chắn là cũng sẽ rất là ưng ý đó. Chú Sáu có biết cái bác hôm bữa xin con xe lăn không? Rồi điện giùm con ra một con đi. Ra Bình Dương rồi hả? Dạ rồi vậy thì khi nào về thì tính. Tại vì con đã nhận được sự ủng hộ tiền của điện kêu về lên ghê hả? Ủa mà có điều là bác nói ra Bình Dương làm gì à? À thăm con ha. Dạ vậy là khi nào về chứ con gửi cũng được. Về tiền con đã nhận rồi. À tiền con nhận rồi. Cứ để thăm con đi. Dạ em gửi chị khuyết tật qua đó không anh? Hay ờ rồi ok. Rồi con nói bà con nghe nha, hôm nay là chúng ta nhận được sự ủng hộ của anh Tấn và chị Hồng đó, đã gửi về cho mình là mỗi người là một phần quà là một bao gạo 9kg, một thùng mì 30 gói, một bịch đường nửa ký, một chai dầu 400ml và một chai nước tương là nửa lít. Đó thì hôm nay là chúng ta sẽ nhận được sự ủng hộ của anh Tấn và chị Hồng. Nhưng mà do là hôm nay là cô Chính Hòn quyết định là tặng thêm mỗi người 1kg nữa, là cho chúng ta là 10kg luôn. Đó là cái cô Chính Hòn là chủ chỗ cô bán gạo. Đó thì bây giờ là bà con đợi con chút xíu nha, con phát xong là bắt đầu con sẽ mời. Con sẽ mời bà con nhận phiếu ngày hôm qua thì mình sẽ nhận trước. Rồi sau đó là tới bà con bên đây. Và cuối cùng tới khuyết tật. Đó. Bây giờ là cô giữ mấy phiếu. À dạ rồi. Dạ rồi. Rồi con cảm ơn nhiều. Rồi đợi con xíu nha.
Đấy, chị có phiếu chưa? À, chị vô sắp hàng đi rồi đồng đội em cũng gửi cho. Chú bảo vệ lại nói đồng đội con, nói con kêu chú lãnh một phần trước của chú đi. Anh lên trên đó đi anh. Anh lên trên đó đi rồi em nói đồng đội em gửi cho. Rồi, bà con bên đây ai có phiếu cho con xem với. Giao lên con xem với. Dạ rồi. Rồi, thì con xin nói với mấy ngoại ha. Mấy ngoại mấy nội nè, hôm nay là con nhận được sự ủng hộ của hai mạnh thường quân, đó là anh Tấn và chị Hồng nha. Hôm nay gửi cho chúng ta mỗi người là một bao gạo 9kg nè, một thùng mì 30 gói, một bịch đường nửa ký, một chai dầu ăn 400ml và một chai nước tương là nửa lít. Đó, thành ra là hôm nay chúng ta nhận được rất là nhiều tấm lòng của mạnh thường quân, của hai mạnh thường quân này. Thành ra nếu mà khi mà chút xíu nữa mà anh chị cô chú bác ha, nội ngoại á có nhận á thì mình cảm ơn mạnh thường quân một cái giúp con ha, cho mạnh thường quân người ta vui. Tại vì tiền người ta cũng làm cực khổ ra chứ không phải là khi không mà có đâu. Đó. Dạ, thành ra là khi mà chúng ta nhận quà của mạnh thường quân thì chúng ta cảm ơn mạnh thường quân tí và cho mạnh thường quân vui ha. Anh cứ đợi chút xíu đi rồi đồng đội của em sẽ phát. Dạ. Đó, thành ra là mấy ngoại biết nãy giờ ai ủng hộ mình không à? Anh Tấn và chị Hồng à. Dạ. Ai chủ nghe nói ai chủ. Dạ, dạ. Thì không biết mấy ngoại cũng lớn tuổi thì cũng rất là khó nhớ ha. Dạ. Bây giờ con nói mấy ngoại nghe ha. Con sẽ phát cho những người ngày hôm qua may mắn là nhận trước. Rồi sau đó là con sẽ phát tới mấy ngoại ha, mấy nội, sau đó là con phát tới xe lăn và cuối cùng là những người đi không được. Đó, những ngoại nội đều đi không được. Thành ra là cứ yên tâm giúp con nha. Ai cũng có phần khi mà mình đã nhận được tấm phiếu của con rồi, tại vì con đã đếm số lượng rồi. Chỉ là vấn đề là sớm hay muộn thôi. Con sắp xếp ở chỗ này để cho mấy ngoại với mấy nội đừng có bị nắng á. Dạ. Rồi, chịu khó đợi em con nha. Con đã kêu con chỉ ai mới đi mới chị mới đi rồi rồi cứ đứng đợi em con chút xíu nha. Để đồng đội con sắp xếp thì nó sẽ hợp lý thì mình sẽ dễ dàng mình nhận về nhanh hơn. Tại vì số lượng đông quá thì phải thông cảm cho con. Dạ. Không ai đâu lấy, ở đây là không ai lấy. Dạ thật sự gần như ở đây con nói là khó khăn nhưng mà ai cũng thật hết á, ai cũng thật thà hết á. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ nghe con nói nè. Mấy cô chú nghe con nói nè. Trật tự, mình cố gắng giữ trật tự nha. Dạ bây giờ con sẽ di chuyển hàng này của mình qua bên đây. Nha, rồi đi từ từ theo con nha. Đó, tại giờ số lượng là quá đông luôn, thành ra là những đồng đội của mình rất là hết sức nhiệt tình luôn. Tại vì tụi con cũng nắng nữa, thành ra là mấy ngoại cứ yên tâm. Tại vì mình không có hỗn loạn á thì mạnh thường quân thấy người ta mới vui lòng và người ta mới gửi tiếp. Còn mà mình mà chen lấn xô đẩy hay là nó ảnh hưởng cho sức khỏe té này nọ
Dạ thì những mạnh thường quân sẽ không gửi tiếp đâu. Thành ra là mấy cô mấy ngoại là phải nghe hướng dẫn của đồng đội con ha, cứ làm theo một cái dây chuyền thì sẽ rất là nhanh. Dạ thấy số lượng 400 phần là rất là nhiều và rất là lâu phải không ạ? Dạ. Rồi dì vẫn cứ ngồi đi, ngồi đây là nhận cuối cùng. Nhưng mà ngược lại là mấy ngoại không có bị chen lớn ha. Dạ. Dạ rồi. À ngày mai chú Hai Địa phải không ạ? Mai là thứ mai chủ nhật. Mai thứ hai chứ. Bữa nay chủ nhật. Rồi có gì cứ liên hệ với con sao? Chú Hai Địa là chú mà xin chiếc xe lăn. Dạ. Xe lăn điện đã được mạnh thường quân ủng hộ. Dì cứ ngồi đó đi, rồi con sẽ gửi sao. Mấy ngoại năm nay là lớn nhất là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 80. 80. 84. Dạ. 82. 88 kỷ lục luôn. Dạ. Bao nhiêu 8 toàn là hàng 8 không á. Dạ. Rồi dì cứ ngồi đi. Ngoại có phiếu chưa? Dạ rồi, còn ngoại đợi chút xíu đi. Chút xíu là sắp theo thứ tự hàng con người nhận. Ngoại có phiếu chưa? Bây giờ ngoại vô tìm con luôn đi, ngoại ngồi chỗ mát con đi. Rồi con sẽ nhờ đồng đội con gửi. Ngồi chỗ mát giùm con đi, ngồi dê dê lại em con. Quá nhiều luôn anh nha. Làm nãy giờ luôn mà mình chắc khoảng được 200 hả? Mới được 200. Dạ. Ai vừa nghĩ xong biết rõ rồi nãy. Nãy anh đưa con đưa quý một khách. Nãy giờ trong bếp rồi. À, bên đây còn mấy người nè, Vinh. Mấy người mới lại nè. Tao ngoại là chưa có, giơ tay lên con đi. Cô ngồi đây là hồi cô nhận cuối cùng đó nha. Ok phải không? Rồi chấp nhận thì cô ngồi đi. Làm nhẹ nhẹ thôi nha. Nó thôi bể gạo nha. Dạ. Rồi xin nhắc lại với mấy cô chú anh chị nha. Hôm nay là con phát 88.800.000. Đó là 400 phần quà, mỗi phần là 222.000. Đó. Bữa nay mỗi anh chị sẽ nhận được là một phần là 222.000. Phúc ơi. Để em chụp này mình cho. Những người khách hàng với em. Ngoại có phiếu chưa? Dạ rồi rồi rồi. Ngoại cứ lên đó mà ngồi con đi. Con sẽ gửi sao. Ngoại bán món gì không mày? Sa cây chiên. À sa cây chiên. Mày ngoại ngồi mát con đi. Cứ ngồi mát con đi. Dạ. Mỗi ngày bán vậy mình lời được nhiêu mày? Chừng 4-50. Dạ. 4-50 đủ sống không? Trời, không đủ sống cũng phải gán chứ không bán đâu có tiền xài. Rồi con cái mà đâu, con cháu mà đâu. Có đứa nghèo, đứa khá. Dạ. Dạ. Như lo cũng không nổi ha. Dạ. Dạ rồi. Bởi vì xanh mì này về cái chị ta mới đưa tới. Dạ, bữa nay là ngoại được một bao gạo 10 kg, một thùng mì. Ôi, 30 gói. Dạ.
một bịch đường nửa ký, một chai dầu 400ml, chai dầu ăn đó, với một chai nước tương nữa. Hồi nào giờ chúng mình nói, nào giờ chúng mình nó cho tiền chứ chị hai chưa còn dạ. Dạ. Thì cái làm tôi cũng có duyên ngoại ơi. Dạ. Dạ, tại vì số lượng thì nhiều quá mà mỗi lần cái mà họ tôi đổi một sắp đỏ liền á, người đẹp ơi. Ngoại có phiếu chưa? Ngoại lên đây, ngoại ngồi con đi. Rồi con sẽ gửi cho. Ngoại chưa có phiếu đúng không? Ngoại đi, ngoại đứng sắp hàng nổi không? Rồi ngoại đợi đi con gửi phiếu cho. Nếu mà ai không sắp hàng nổi qua đây ngồi một con nha. Ngồi đây một con thì sẽ là nhận cuối cùng. Nhận cuối cùng nhưng mà được cái là mình mát hơn người ta. Đó, là những cái ngoại kia phải đứng như vậy thì con phải ưu tiên trước cho những người bị nắng. Nè, nhiêu phiếu? 20 phiếu. Đó, 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 đó. Coi nè. Rồi rồi cứ đợi con chút. Chú ơi đó đi con, ba con đưa cho. Hai mươi phiếu đủ không? Chú qua đó để sắp hàng giùm con. Em à, Vinh, ông đưa cho những hình như ngoài bán xe kê là chưa có nè. Ngoài vé số nè. Rồi mời ngoài ngoài nhận sớm thì ngoài ngoài xuống dưới một con. Rồi chưa mình phát được chưa, cũng hơi nắng rồi đó. Sao em? Cái lượt hàng cho bạn phát theo phiếu hay sao, hay là phát theo hàng trước sau? Phát theo hàng trước sau á. Trước sau là có thứ tự nắm sẵn rồi đó. 1, 2, 3, 4, 5 là theo hàng đó. Ok, phải. Có theo thứ hàng theo tự luôn ha. Rồi là hàng nào em phát trước, rồi ghi hết trơn rồi đó. Giờ tiếng rồi bây giờ làm luôn nha. Bây giờ đủ chưa? Đủ xong hết trơn rồi đó. Không, kỳ này không phải xe lăn nữa. Người ta ý kiến, những mạnh thường quân ý kiến là phát những người đây trước. Xe lăn là ưu tiên 3. Có nghĩa mình phát những người đợi sắp hàng trước. Đúng rồi, sau đó xe lăn là ưu tiên 3. Rồi giờ cô chú nghe con nói nha. Rồi chị hàng nào thì hàng đó lên giùm con nha. Khoan, bây giờ cô chú phải nghe lại con nói một lần nữa nha. Hôm nay là chúng ta nhận được sự ủng hộ của anh Tấn và chị Hồng đã gửi về cho con là 88.800.000 để gửi cho 400 phần quà về những cái hoàn cảnh khó khăn, lớn tuổi, khuyết tật ở thành phố Vĩnh Long. Thì mỗi phần là chúng ta sẽ nhận được là 222.000, tương ứng với là một bao gạo là 9kg, một thùng mì là 30 gói, một bịch đường là nửa ký, một chai dầu ăn là 400ml và một chai nước tương là nửa lít. Đó thì là một chút xíu nữa thì là những đồng đội của con sẽ mời là theo cái số thứ tự của từng hàng lên nhận. Đó thì mình phải nhường nhịn nhau để mình nhận cho những mạnh thường quân, người ta thấy là mình có một cái lối sống là mình biết chia sẻ với nhau thì mạnh thường quân mới gửi về ủng hộ cô chú tiếp. Đó thành ra là cô chú cũng nhường nhịn nhau nha. Dạ, ai mà phiếu đỏ thì đi từ từ lên nhận trước giùm con. Mà khi mà các ngoại mấy nội ha, anh chị cô chú á, có nhận á, thì nếu mà có thể thì cảm ơn mạnh thường quân giúp con thông qua cái camera này. Dạ rồi ha. Chú ra phía sau con đi. Chú qua anh đây. Rồi ha. Rồi bây giờ con nói nha, về cái khuyết tật của mình á, là do là mình ngồi trên xe được, thành ra là cái sự ưu tiên sẽ dành cho những người mà đứng, mà những người lớn tuổi trước, thành ra là khuyết tật con lần này con không bán trước nữa mà phải là ưu tiên thứ ba nha. Đó thì con sẽ chia sẻ trước luôn vậy một cái đó. Rồi bắt đầu, đồng đội đâu, thu phiếu và phát. Rồi rồi, ai qua thu phiếu thì mang đi, chứ phát thì mang đi, gửi luôn để cho bà con đi bán nữa. Nè bây giờ nè, dạ luôn anh nha. Alo, đây đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, là anh nói nè.
một người đứng đây lấy phiếu sau đó cho người ta vô, người người trên đó chỉ phát quà thôi. Một người đứng đây lấy phiếu giùm mình. Không 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 được, nó bị hỗn loạn nè, lấy phiếu lại đây ha. Rồi ok, còn bên đó là phát quà là ra luôn. Có nghĩa là em cho qua dòng dây lấy phiếu là lên đó chỉ phát thôi chứ không cần kiểm phiếu nữa ha. Rồi vậy em mời luôn giùm anh nha quý ơi, em mời luôn. Ok, dạ cái hàng này lãnh trước giùm con nha. Đưa phiếu cho tất cả cô chú đi lên, đưa phiếu cho bạn áo trắng giùm nha. Dạ, đưa phiếu cho bạn áo trắng giùm con. Rồi sau đó cứ việc đi từ từ lên. Ê, em mình cứ lấy phiếu đi. Mấy ngoại cứ đứng từ từ. Đây con dắt. Đây con dắt. Đi với con. Đi từ từ thôi mấy ngoại. Không dọn con chứ mày khổ quá. Trốn sống. Rồi giao hoài luôn em ơi. Bây giờ ông hai không thấy đường nè, bây giờ đồng đội nào ginh phụ giùm anh đồ ngoại cho người nhà trở về giùm anh ơi. Chú ginh ra đồ cho em con đi. Rồi đưa luôn cho. Khoan ngoại, ngoại đứng từ từ ngoại. Rồi giao luôn đi. Rồi cảm ơn mạnh thường quân giúp con với. Dạ. Rồi ngoại này không thấy đường luôn nè, ai truyền ra giùm anh đi. Rồi lấy bao gạo chưa em ơi? Rồi ngoại này chưa có bao gạo nè, chỉ một người giao thôi, mấy anh đừng có giao nha. Rồi mấy anh tuyệt đối là không giao nha, để đó cho em kiểm kê cho nó đúng. Rồi ngoại cứ ra ngoài đi, rồi đồng đội con bưng ra cho. Dạ. Đâu rồi, ai? Rồi, cô cứ ở đó đi, cô ngồi trong mát đi, chút xíu con gửi sao? Đưa phiếu lại cho em. Mấy chị đừng có chen vào nha. Ở đây là đừng có chen vào, đợi giùm con. Rồi nè em ơi, tiếp cho ngoại nè. Rồi ngoại... Bây giờ chào bên đây luôn đi chứ đừng có chào bên đó nữa, nó hỗn loạn từ đó nè. Đợi em chút. Rồi vậy là ngoại ở đây là ngoại à, bây giờ ở đây mình trao cái này đi. Em trao hai cái này cho ngoại gịnh được rồi qua bên đó. Một người đứng kiểm gạo giùm anh nha nè. Rồi. Cảm ơn mạnh thường quân nhiều. Dạ. Dạ cứ qua đây rồi lấy gạo giùm con. Qua đây đồng đội con sẽ phát gạo. Dạ rồi. Dạ cảm ơn mạnh thường quân giúp con nha. Dạ. Rồi anh Tấn chị Hồng. Anh Tấn. Dạ. Dạ rồi. Chị ra phía sau luôn đi chị. Cho nhận cho nó dễ chứ bây giờ đứng đây là nó kẹt đường. Cảm ơn mạnh thường quân giúp con nha. Cảm ơn mạnh thường quân. Dạ. Rồi cứ qua đây là nhận gạo giúp con. Dạ cảm ơn mạnh thường quân giúp con nha. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Dạ. Bạn cô đừng có chen vô. Cô đứng bên đây đi, cô bên khuyết tật thì cô đứng bên đây con đi. Dạ. Dạ. Cô chen vô là có phiếu là con không có phát được. Tại vì phiếu là con đã trao dưới rồi. Rồi, cảm ơn hai nhà tài trợ. Dạ. Thật nhiều. Cảm ơn chúng em. Dạ. Cảm ơn Tấn với Hồng nha. Dạ rồi. Cảm ơn rất nhiều. Rồi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Dạ rồi. Cảm ơn thầy Trang. Dạ. Con nha. Cảm ơn chúng mình. Cảm ơn hai nhà tài trợ chúng mình. Dạ, dạ. Đỡ cho mấy người ngon chú ơi. Dạ. Đây con gà luôn. Rồi. Okay. Bên đây coi chừng ở sao nó đi vòng để vô. Vậy bây giờ em đứng phía sau mà anh đi. Em nhớ người không? Nhớ. À, ok em nhớ, em đứng em chặn lại giùm anh đi. Để hạn chế, dạ. Hạn chế tỷ lệ sơ sót nhất. Rồi, cảm
mình dạ. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con. Ông già 70 tuổi nãy đi khám bệnh rồi, lát lãnh là lãnh giùm ông được không dạ? Nếu mà có phiếu thì lãnh giùm được. Không được phiếu lại nè. Dạ rồi, dạ rồi. Không được thì trả phiếu lại không? Dạ được. Dạ không có, tại những người lớn tuổi người ta đứng nắng hơn, còn đây ngồi hơn. Dạ. Thành ra những Mạnh Thường Quân người ta yêu cầu con là nên phát cho những người đứng đợi chứ. Dạ, dạ rồi. Cảm ơn hai chú mình. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Dạ, nói chung là em có sắp xếp. Dạ. Anh yên tâm. Đi đi, đi đi. Dạ. Chú đi ra phía sau đi con. Ông cứ vậy hoài là ông không có luôn. Con nói con mời chú phía sau chú mới sắp hàng. Ông mới kêu ra ngoài vậy. Nó kêu đi ra sao mà chứ. Thôi bạn đi ra đi con gặp nè. Đây 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 đây. Dạ dạ. Rồi, chúc mấy ngoại sức khỏe. Dạ. Dạ. Mà lại luôn. Đây 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 đây. Đây 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 có anh này xách gạo phụ. Có cái quai đó em sao em đưa cho người ta xách cái quai em. Có thu phiếu em thu bên kia rồi. Nó nói chung thì cái này thì em ok, em chỉ sợ là nó hơi hỗn loạn thôi. Thì hỗn loạn thì lúc đó anh ra tay, còn cái này thì bên đây em sắp xếp rồi. Đây bà này đi không nổi tay biến rồi. Rồi ai mà ghen không nổi thì nói con để con hỗ trợ đồng đội. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Dạ. Được, bà kia kìa. Các bà cầm giỏ sách xanh đó. Rồi, cầm ra này đi, rồi bà bỏ vô. Dạ rồi. Dạ. Bà cầm giỏ sách xanh mới đi không bỏ được rồi. Bà giỏ sách xanh đó. Rồi. Sao cô không dùng nó. Còn bây giờ tới 5 món rồi, con đâu có dùng chút được. Không, hết. Đẻ, nhưng mà có điều cô phải sắp luôn con đi. Bây giờ cô qua cô nói với bé Trinh á, dạ nói ưu tiên cho cô đi bán. Dạ. Với lại cô bị khuyết tật. Dạ. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con. Dạ. Nói không nổi hả? Mày ngoại đứng bên đây con đi, ngoại đứng vô chỗ mát con đi. Rồi con sẽ chút xíu con gửi cho. Chỗ đó mát không mày. Tại cái này là cái đường ra. Dạ. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Rồi, xách luôn cho ngoại đi. Chú qua bên đó một con đi rồi đồng đội con phát cho. Khoan, đợi đi vô phiếu luôn. Để qua bên đó đi rồi đồng đội con chút xíu phát cho. Rồi bây giờ chú qua bên đây đi. Chú chưa có phiếu thì qua bên đây một con đi. Dạ. Ngoại đợi con chút xíu mới được. Nó sẽ bị hỗn loạn. Rồi. Chào em ơi. Em ơi. Cô qua bên đó một con đi. Dạ rồi, con cảm ơn nhiều. Dính bà này đi bà. Cứ qua bên kia con. Đúng rồi. Nói không? Nói không? Bây giờ ai ghen không nổi thì nói cho đồng đội con ghen ra giùm nha. Ai ghen không nổi thì giơ tay lên con nha. Bấm nổi không? Nổi đi. Cảm ơn các bạn. Dạ. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Dạ. Ai ôm được mà sách được thì sách lên đây mình nhìn đi. Đúng rồi. Rồi. Ông nói chắc ra. Đây của này có. Ông qua bệnh à. Đây bà này chú qua. Để mình đi mắt à. Chú qua anh đó không con. Không có tiền đó. Đi sao? Đi sao? Có phiếu không? Có phiếu không?
chị qua bên sau bên kia giùm em, còn sách bên kia chị qua nói giùm em. Dạ được không, được không? Dạ rồi rồi rồi. Dạ rồi rồi, dạ đem chị. Dạ rồi rồi, cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp em nha. Cảm ơn của mình không? Dạ. Anh hả? Đợi em chút xíu đi. Rồi. Rồi con cảm ơn cô nhiều. Đó, con này cũng rất là quý, gửi cho mình một cái bọc cơm đây nha. Dạ. 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 Nói gì đi mày. Mà anh nghe anh nói. Chị qua anh đó đi. Chị qua anh đó đi, chút xíu em sẽ phát cho những người không có phiếu. Rồi, tới luôn đi con. Rồi, cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp em đi. Rồi, cảm ơn. Dạ. Nói chung là những Mạnh Thường Quân là đều là bỏ công sức tiền bạc để ra hỗ trợ bà con đó. Và anh chị em và cả bán vé số. Xin có lời cảm ơn. Dạ, dạ. Thấy là sắp giả, bên phòng phí này đó sao? Dạ. Gửi gửi luôn em ơi. Gửi luôn phần nữa. Gửi luôn phần để cô lãnh lãnh giùm cái người kia lần trước. Rồi cái đứa rồi. Rồi 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 rồi. Cho em thùng mì với bao nữa chị ơi. Cho em một thùng mì với bao nữa. Rồi nè em, chị đưa cho cổ. Không lấy nó không được. Lấy ra hết cho mày. Lấy cái đó rồi nó bị chạy đồ. Cảm ơn luôn nha. Dạ rồi. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp em nha. Tại những Mạnh Thường Quân người ta cũng làm cực khổ, người ta mới có tiền ủng hộ cho bà con đó. Bà con cảm ơn một tiếng để cho Mạnh Thường Quân người ta vui nha. Dạ. Dạ. Chú cứ qua bên kia đi rồi chút xíu con còn dư con sẽ phát. Rất là nắng luôn cả nhà. Dạ dạ rồi, cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Rồi cảm ơn luôn. Nói hả? Không. Ủa, đừng, ông xin nói hả? Mày cho mày vui vui thôi, đừng cãi nhau nè. Vui vẻ lên. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Đi đường này giùm con, đừng có đi đường hướng ngược hướng như vậy. Ngược hướng là bên con không có kiểm soát được. Cảm ơn hai vị Mạnh Thượng Quân. Dạ rồi, dạ rồi. Cảm ơn hai vị. Rồi. Dạ. Dạ. Ngoài qua bên đó con đi. Chút xíu con sắp rồi. Dạ ngoài đợi xíu con sẽ đem tận nơi cho. Tới với khuyết tật con đem tận nơi cho. Ngoài cứ đứng đó con. Đợi con chút xíu mà được. Tại vì đây là người ta lại không nãy giờ. Đứng lâu. Đúng rồi, không có phiếu không lãnh được anh. Rồi tiếp luôn đi các đồng đội để tranh thủ lên. Rồi đi qua đây nhận gạo con nè ngoại ơi. Rồi truyền lên luôn đi. Những người khỏe mạnh thì gửi lên luôn. Cảm ơn cháu nhiều. Dạ rồi, rồi, rồi con chào ngoại. Dạ Mạnh. Dạ rồi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, cho Mạnh Thường Quân vui giúp con nha. Dạ. 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 Dạ chú Tấn cô Hồng. Dạ đúng rồi. Gửi nhà cho chị em bên đây. Đỏ, cảm ơn cô chú. Cảm ơn.
Dạ rồi, dạ rồi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân cô Hồng. Dạ, dạ chú Tấn, dạ dạ. Cảm ơn chú dạ. Tấn. Cô qua anh con. Hả? Cô qua bên đó đi. Cảm ơn chú Minh. Dạ dạ. Cô chưa có phiếu thì cô qua bên đó đi. Cô qua bên đó giùm con. Trời cứ ngày nhớ gần ra đó. Em đưa em nhờ ảnh đó em. Đây đây. Ai Vinh, ai Vinh không nổi thì giơ tay lên. Cô cứ đi từ từ thôi, dạ. Mệt thì thay ca nha. Tại đây số lượng nhiều quá. Biết mấy anh cũng mệt lắm rồi. Có mệt thì thay ca. Rồi rồi rồi. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Dạ dạ. Không nổi rồi. Được ngoài. Ghê 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 ghê. Dạ. Cậu mày có tên không? Cậu đi lên đi mày cái này đây. Cái này đi rồi con. Rồi rồi tôi nhắc cho. Rồi đi. Không thuộc bị đi. Không biết nói luôn phải không? Được không mày ơi? Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Dạ. Dạ dạ. Nước uống hả? Rồi lại lại chút xíu này mời nước luôn. Chứ giờ làm cho nó xong để cho bà con người ta đi đã. Rồi xong rồi, cái đợt này sắp xong rồi. Rồi rồi, rồi. Không? Nắng chúng anh. Rồi con cảm ơn nhiều. Sớm nhớ làm từ thiện. Dạ. Vậy chú phải đợi con mới được, xe lăn chưa ai nhận hết đó. Từ từ đợi con chút đi. Tại vì những bạn thân quân người ta nói là có biết con là xe lăn là mình ngồi đợi được. Còn mà những người kia người ta xếp hàng lâu hơn, đó thành ra đợi con chút xíu. Chú đợi con chút xíu là được. Kinh nổ ngoài. Kinh nổ ngoài. Chị qua bên kia em đi. Chị qua bên kia đi, chút xíu em sắp xếp. Dạ, dạ rồi, chào mấy ngoại. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi vui vẻ giúp con nha. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ. Dạ. Rồi rồi rồi. Đây, tỏa. Đây, ra đây. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn. Không dám. Mình sợ lọt mà con không sợ. Cô qua bên đây con. Cô qua bên khu vực bên đó đi. Thì con sẽ sắp xếp xong. Không nổi được đây, hai bà luôn. Đây, đưa bệnh luôn. Dạ, đợi đợi con chút, đợi con chút. Bà đi luôn là hai người đây. Dạ rồi. Có đầu tư, dạ. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Tại vì người ta cũng làm cực khổ nên người ta mới ủng hộ cho mình đó. Dạ mình cảm ơn cho Mạnh Thường Quân người ta vui cái. Nha bà con. Dạ. Người ta cũng làm mồ hôi nước mắt để người ta ủng hộ cho bà con đó. Mã thông các đồng đội. Mã thông, mã thông. Cô ơi, chỗ con đang làm việc cô. Cô ra đây. Cô mời cô ra đây. Cô đi qua bên kia giùm con. Mời đợi em nữa. Em ơi, đưa cho ngoại em. Đưa cho ngoại phần giùm anh ơi.
thông cảm nha ngoại, tao đông quá. Ở nhà thấy không, điện thoại của mình là quá trời nóng luôn, là phải thay máy 3 lần luôn rồi đó, để có thể là mình tiếp tục quay á. Bác biết bao nhiêu lâu mà vẫn còn rất là nhiều không cả nhà. Hôm nay là thật sự là cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Rồi rồi rồi. Rồi chuẩn bị tới khuyết tật nha. Dạ. Hết cái số lượng bên đây rồi. Dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Cô qua bên kia con đi. Ây da, sao lại chen? Mấy cô phải cứ theo sắp xếp của đồng đội con. Cô qua bên, chị qua bên kia mẹ đi. Đi đi con, đi với mẹ đi. Dạ. Rồi tiếp tục luôn em. Từ từ, từ từ. Rồi nhanh đi em ơi. Đưa lại cho những người trẻ thì đưa cho người ta xách đi. Rồi mấy ngoài xách nổi không? Xách xách dính. Xách xách giùm tôi. Khoan, đừng có phát ai hết trơn nha. Rồi để xong hết cái này đi. Ngoại qua bên đây giùm con đi. Ngoại qua bên kia. Ngoại qua bên kia giùm con đi. Chút xíu họ con sẽ giải quyết mấy ngoại. Dạ. Đa số là những người mà sắp hàng đợi nắng trước thì mình sẽ phát trước. Dạ, bước ra ngoài hết. Những người chưa có, những người chưa có phiếu qua bên kia giùm con đi. Cứ qua bên kia em con đi, chút xíu con gửi sao. Con phải ưu tiên cho những người mà đợi nãy giờ, từ sáng giờ rồi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con đi nha. Em cứ đủ thôi, em không, tuyệt đối là không phát cho ai nữa nha. Mình phải phát cho những người khuyết tật đó, để họ đi bán đó. Qua bên đó con đi, qua bên đó đi, họ con sắp xếp. Mày đi qua bên đây nè. Anh qua bên đây mà em đi. Qua bên đó là khu vực sẽ nhận sao. Anh đừng có đi này, anh đừng có đi này. Đúng rồi, đi vòng lại, đi qua bên kia mà em. Anh đi qua bên kia mà em, để cho em làm việc ở chỗ này. Anh đi qua góc bên kia mà em đi, rồi em phát. Đưa đưa bọc gạo đi em. Rồi, cảm ơn nhiều luôn. Rồi, cảm ơn chị Mười. Rồi, cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp em nha. Dạ. Cô qua bên kia giùm con. Thì cô phải qua bên đó con mới sắp xếp phát được. Cô cứ qua bên đó giùm con đi. Rồi cảm ơn nhiều. Từ từ đi, để anh phát cái này luôn đi. Đúng rồi, đúng rồi, đưa cho chị đi. Đưa chị đi. Khoan nè, khoan nè. Em đi lấy luôn mấy người này đi. Để cho họ ra luôn đi. Rồi phát qua khuyết tật giùm anh đi. Phát qua khuyết tật giùm anh đi. Trinh ơi. Trinh ơi. Thu phiếu giùm anh đi Trinh ơi. Rồi ai đem mì ra nè. Rồi bắt đầu là con sẽ phát cho khuyết tật nha. Rồi mấy cô chú lại con xíu. Em phát từ bên đây cho anh. Khoan nha, phát khuyết tật, khoan mấy ngoại, khoan. Con nói mấy ngoại ngồi mát mà. Sao ngoại không ra đi, ngoại nhận quà rồi. Ngoại về đi. Gạo, lại đi lấy gạo kìa. Ngoại qua đây lấy gạo con. Để em phát khuyết tật đã. À, chị Trinh thu phiếu ai thì em trao người đó. Ha. Ngoại qua bên đó. Dạ dạ. Rồi luôn ra luôn. Rồi ra anh Cảnh ơi, được không? Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp em nha.
Dạ. Dạ anh Tấn hay chị Hồng. Rồi, rồi con cảm ơn nhiều. Rồi đợi mạnh đợi đồng đội em phát chưa? Rồi. Em xin trân trọng kính chào quý nhà hảo tâm là chú Tấn và anh Hồng ở Hoa Kỳ, ở chị Hồng ở Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày 24 là quý nhà tài trợ có lòng hảo tâm gửi gì? 25 tháng 4. Nói lộn thì xin lỗi và đợi cho chị đơn vị Cương Nhật Minh đã đại diện cho quý nhà tài trợ và giúp đỡ cho bà con khó khăn ở Việt Nam mỗi người một phần quà trị giá là 200 mấy ngàn. Thì hôm nay em cũng xin thay mặt bà con xin chân thành cảm ơn quý nhà hảo tâm. Xin chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe, nhiều thành công. Và dạ. Xin chân thành cảm ơn. Dạ rồi, rồi, cảm ơn chú nhiều. Cô qua bên đó con đi rồi con sắp xếp, con phát sao. Khoan khoan để đồng đội em lấy mà được chứ giờ em lấy là nó. Rồi rồi rồi. Chị qua bên kia em đi. Cảm ơn. Không chạy vòng đâu bạn. Cảm ơn cô Hồng đã giúp cho anh em chúng tôi được no ăn. Dạ. Dạ. Đây lại con. Rồi chú đợi con chút xíu đi. Nha. Dạ. Dạ gọi ra đường này em con luôn nha. Dạ rồi, dạ rồi. Em ơi. Em phát ngang cho anh đi em ơi. Phát như vậy nó rất là khó. À, lấy phiếu qua thì gửi người đó dùm anh luôn. Lấy phiếu. Đã, giao đồ là phải lấy phiếu là đầu tiên nha. Dạ, để cho bà con đừng có bị lộn xộn. Dạ. Dạ, rồi ngoại ơi, đẩy nổi ngoại. Được ha. Từ từ để cho ngoại ra cái. Rồi để em đem để đồng đội em phát. Rồi ok anh. Dây đàn con nữa đi chú. Để cho mấy anh này ra. Anh ra tới em anh ơi. Dạ rồi. Anh em sửa xe, đồ xe anh. Đưa chú em. Đưa cho chú đi. Rồi đưa bao gạo luôn. Lấy cái phiếu. Ngoại chú qua bên đó đi rồi con sắp xếp cho những người không có phiếu sao. Đừng đứng đây là không có gửi được. Rồi chú cũng thay mặt anh em cảm ơn tài trợ. Dạ. Cho có cái hoàn cảnh khó khăn tỉnh Vĩnh Long. Dạ rồi. Dạ. Anh em cũng xin cảm ơn các nhà tài trợ. Dạ rồi, rồi rồi chào chú. Dạ. Mày đâu? Mày gà dấu. Một người đưa thôi, người nào lấy phiếu là người đưa người đó chứ không thôi nó sẽ bị lộn. Dạ. Cô qua bên kia con đi. Cho những người chưa có phiếu họ có sắp xếp sao? Dạ. Dạ muốn mấy phần? Hai phải không? Rồi ok, anh lấy mình đi. Lấy. Ngoại xin ha, rồi ngoại qua đó con đi ngoại, rồi con sẽ gửi. Dạ, còn ngoại cứ vô một chỗ mát ngồi đi, con sẽ gửi sau. Lấy đi, lấy hai phần. Cô qua bên đây con đi. Cô qua ngược bên kia. Qua bên đó con sẽ xếp xếp, nếu còn thì con sẽ đưa đủ. Lấy luôn đi. Khỏi vàng. Rồi, cảm ơn nha. Rồi. Dạ, con biết rồi, ngoại đợi con chút xíu đi. Cô qua bên kia, cô đi vòng qua bên kia con. Từ từ, một người giao thôi. Sẽ bị nhầm. Rồi qua bên đây chú này chưa? Lấy phiếu lại giùm em. Rồi, con cảm ơn nhiều. Rồi chú qua bên đó con luôn đi. Rồi đợi con chút xíu. Qua bên kia sắp hàng giùm em đi rồi em mới phát phiếu được. Khoan hai ba người kinh dạo vậy rồi sao biết đưa lộn đó. Một người thôi. Em nói anh qua bên kia đây đợi em mới sắp hàng em mới phân phiếu được. Chứ bây giờ anh đứng như vậy làm sao được.
Em ơi, gửi chị có em bé đi, đang mang thai nè. Gửi đi. Khoan, từ từ. À, mấy anh ve ra để cho em phát lên đây. Em nói mấy anh mà không nghe là không thể nào em làm được. Em kêu sắp hàng qua bên kia đi rồi em mới phát được. Rồi bây giờ em lấy phiếu của ai thì em gửi người đó đi. Tới khu vực bên đây. Anh về đi. Cái hàng đầu tiên là cái hàng này. Dạ, em về đi, cái đó em sắp xếp sau mới được. Bây giờ không có phiếu thì khoan. Bây giờ là con đang phát có phiếu trước. Kinh phụ ngoại đi. Kinh phụ ngoại ra. Giùm em. Rồi. Ngoại đợi chút xíu đi rồi con sẽ sắp xếp hết mà. Dạ dạ dạ. Bây giờ ai cũng mệt hết, ai cũng bệnh hết, tụi con cũng muốn bệnh luôn rồi nè. Ngoại thấy tụi con là dầm nắng từ sáng tới giờ đó đâu có. Ai có phiếu thì mời phát phiếu trước em. Chị cứ đứng qua. Vinh, tập hợp những người không có phiếu qua đây cho tôi đi. Mời những người. Bây giờ những người chưa có phiếu qua đây giùm em nè. Theo đồng đội đó, theo áo xanh. Chưa có phiếu theo áo xanh giùm em. Nè, chưa có phiếu thì qua theo áo xanh giùm em kìa. Chưa có phiếu thì qua bên đây giùm em nè. Đó, đi theo bên đó đó. Em đi ra sao? Xách giùm cho ngoại. Không bị đâu. Đây. Đợi em chút. Lẹ. Cái đó để nó đi ngồi anh tính sao? Mấy cái bể để anh tính sao? Khoan. Cô ơi, để đó con cho đồng đội con phát. Cô mời cô ra ngoài em con đi. Dạ đủ rồi. Dạ rồi. Đó là đồng đội của con. Cô cứ lại nói áo xanh giùm con. Nói mà ai cô nói áo xanh giùm con. Rồi con biết rồi, ngoài tới con cũng đã gửi rồi. Con biết rồi chứ không phải con không biết. Những người người ta đợi lâu. Chị lại chị nói với dạ. Rồi con. Dạ rồi. Phát cho chú ơi rồi có phiếu nè. Dạ. Em theo chị nè. Chị kêu em bưng đâu thì em bưng đó. Rồi đứng ngoài này rồi. Ngoại có gạo chưa? Chưa thì ngoại từ ngoại. Mình đừng có đi gấp. Rồi bao gạo đâu? Đỡ giùm chỉ đồng mì ơi. Bây giờ hai phần của mấy anh lấy chưa? Rồi lấy hai phần của anh qua em đó giùm em đi. Lấy hai phần của mấy anh qua em đi. Em chưa có hả? Lấy luôn phần của em luôn đi. Là ba. Từ từ chú ơi.
dạ 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 rồi. Ủa anh nãy em gửi lúc đầu mà. Chưa hả? Hồi nãy là anh này là có gửi lúc đầu chưa? Anh này rồi đúng không? Ngoài đợi con chút mới được, con mới sắp được. Từ từ mới được em ơi. Anh để phát phiếu coi đã. Dạ rồi rồi rồi, con cảm ơn nhiều. Thôi được rồi gì Phấn, được rồi gì Phấn. Đợi con chút mới được. Đi. Dạ cha. Bảy mấy. Của tôi nãy tôi dạy vậy. Không không. Từ từ. Cho em cái em. Dạ tới vậy. Tâm đó bỏ đi. Tâm đó vậy không có phần phát nữa. Quá nhiều lần rồi. Rồi rồi ok. Ngoại nhận rồi chưa? Rồi. Dạ rồi ngoài về đi. Được rồi, để đó con giải quyết. Dạ dạ, mọi cứ để đó, để đồng đội con giải quyết. Rồi bây giờ là đủ mấy phần của mấy anh rồi đúng không? Rồi. Rồi được rồi. Cô ơi cô, để đó con cho đồng đội con giải quyết. Con biết, con biết, con biết chứ không phải là không biết. Rồi bây giờ mấy người đó còn phiếu không? Đồng đội ơi, mấy người đó còn phiếu không? Phát cho hết phiếu đi em. Con nói cô đợi chút. Còn dư con mới trao được. Cái đó là của mình đó. Đó nãy dì kia mới cho bịch cơm. Của ngoại kìa. Gì đó hai ba người vậy? Một người phát thôi. Số lượng đông đó, nó sẽ bị hỗn loạn nè. Rồi phát cho đủ những người có phiếu trước đi. Không bây giờ em hết rồi. Anh về luôn đi anh. Bây giờ mình còn đây là 20 phần nữa, mình sẽ phát sinh thêm là mỗi người một phần thôi. Rồi bây giờ ha, đưa cho ngoại này, ngoại này bị bệnh anh biết, đưa cho ngoại một bịch gạo đi. Ai xách giùm ngoại đi chứ ngoại không có xách nổi đâu. Rồi ngưng nè, tạm ngưng nè. Bây giờ tất cả là qua bên kia phát cho những người bên kia. Phải nói là số lượng mà quá khủng khiếp luôn cả nhà. Bây giờ mình vẫn chưa phát hết. Mặc dù là mình đã phát 88 triệu rồi cả nhà. 88 triệu 800 ngàn rồi, bây giờ số lượng người nè cả nhà. Thôi còn quá là đông luôn, bây giờ mình bắt buộc mình phải đi đổi tiền thôi. Mình đổi tiền, mình sử dụng luôn sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân là cái cô mới gửi cho mình để mua hỗ trợ là chú Hai Địa để mua chiếc xe lăn điện đó. Thì mình cũng xin phép là cô ấy là hỗ trợ phát trong ngày hôm nay luôn. Bây giờ phải nghe theo đồng đội của con. Nè con nói mấy cô nghe nè. Cũng là đa số là những người mới không rồi nha. Rồi bây giờ con nói mấy cô nghe nè. 1, 2, 3. Nè con nói mấy cô nghe nè. Bây giờ là con vẫn hỗ trợ, nhưng mà có điều là bà con phải đợi con chút xíu, con đi đổi tiền cái đã. Có điều cái đầu tiên là con xin nhắc lại nha, ai đã nhận những phần quà hồi nãy là tuyệt đối là không quay lại nha. Con mà biết ai quay lại là sau này con sẽ không phát cho người đó nữa nha. Ai mà đã nhận hồi nãy rồi ha là đi về giùm con nha. Con nhắc nhẹ đó. Chứ mà để con phát hiện ra mà ai đã lãnh hồi nãy rồi ha, mà lãnh nữa là con sẽ không phát, bao giờ không bao giờ phát nữa nha. Sống chia sẻ cho nhau. Em ơi em lựa theo hàng đi em ơi, lựa lớn tuổi theo hàng đi, bên đây anh thấy rất là nhiều nè. Rồi mấy ngoại cứ đợi con chút xíu đi. Cứ đợi con chút xíu. Ai mà lãnh rồi ha, con mà phát hiện ra là con sẽ không có gửi. Không bao giờ con gửi cho nữa nha. Con cảnh con nhắc nhở rồi bà con đó. Mình phải chia sẻ nha, nói chung là con nhìn thấy là mới không đó. Dạ được. Rồi thì bây giờ con nói thẳng luôn, con sẽ hỗ trợ hết. Nhưng mà với điều kiện là phải chờ đợi con chút xíu. Rồi theo nghe theo đồng đội của con nhận những cái thẻ nha. Bây giờ con đi đổi tiền mới được, con mới giúp cho bà con tiếp được. Em ơi, em phát phiếu ai em mời người ta qua bên đó luôn. Ừ, qua hàng bên đây luôn đi em. Rồi cả nhà bây giờ mình đi đổi tiền nữa. Cả nhà ơi,
cái số lượng người nhận hôm nay quá trời đông rồi, cái số mà cái phần quà mình hỗ trợ từ hai anh chị Mạnh Thường Quân, rất là cảm ơn anh chị Mạnh Thường Quân luôn, cũng vẫn không đủ, bây giờ cũng còn gần trên dưới là khoảng gần 200 người lận. Thành ra là mình xin phép dùng cái số tiền của vợ chồng chị Bảy để gửi cho mua chiếc xe lăn điện cho chú Hai Địa, còn dư bao nhiêu thì mình sẽ gửi luôn cho những hoàn cảnh khó khăn trong cái clip ngày hôm nay. Cho anh đổi 1.400 đi. Vợ chồng của chị Bảy là gửi cho mình là 1.400 đô để chúng ta xem sẽ được bao nhiêu tiền nha. Anh tính giùm anh ra bao nhiêu tiền. $33,138,000. Em bỏ riêng $13,138,000 là còn 20 triệu đúng không? 20 triệu đúng không? 20 triệu thì em đổi cho anh là tờ 100.000. Tờ 100.000 là 20 triệu nghe chị chủ. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. À, mà nếu mà chị có giấy 50 không? Nếu có giấy 50 thì chị cho em 20 triệu tờ 50 ha. Dạ. Thì mình đổi như vậy lỡ có phát sinh thêm nữa thì mình cũng có thể là mình chia cho nó hợp lý nha ha. Thì mình sẽ dùng 13 triệu 138 ngàn để mình sẽ dắt chú Hai đi đặt chiếc xe lăn điện. Thì mình sẽ quay vào cái clip sau. Còn hôm nay thì mình sẽ xin dùng số tiền của vợ chồng anh chị Bảy gửi tiền luôn cho những cái phần quà mà khó khăn mà hơi xa mới lại. Dạ đúng rồi, 20 triệu giấy 50. Dạ, còn 13 triệu 138 là chị cho em giấy 500 đi. Dạ. Dạ. Trên 10. Tổng cộng là chúng ta sẽ được là 1.400 đô trong ngày hôm nay nha cả nhà. Chúng ta sẽ được là hôm nay là 25 tháng 4. 33 triệu 138 ngàn, mình sử dụng 13 triệu 138 ngàn để đặt chiếc xe điện theo như là yêu cầu của vợ chồng của cô Bảy. Thôi được rồi, để em bỏ. Được rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn chị chủ. Rồi chúng ta đi đó phát tiếp thôi cả nhà. Rồi cả nhà, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi đến nha. Sự thì bây giờ mình với đồng đội của mình rất là mệt thôi. Hôm nay là cũng rất là may mắn là trời nắng, thành ra là những cái phần quà phải cho bà con là không có sợ mưa. Nhưng mà đổi lại thì hôm nay đồng đội của mình chắc chắn là rất là thấm. Cái nhà cũng có thể thấy rồi đó, bây giờ số lượng là khoảng 600 người mà mình với đồng đội mình khoảng 8 người, một người phục vụ là 75 người, thì cái nhà cũng biết rồi. Nãy thì mình cũng đã cố tình là mình quay cái những cái người chưa nhận được để cho cả nhà có thể xem, để cả nhà có thể là tưởng tượng ra và nhớ lại. Thì mình luôn luôn đảm bảo một cái tính chất là khách quan nhất có thể nhé cả nhà, nhất có thể thôi. Mình không hứa 100% là không có người quay trở lại,
nhưng mà mình sẽ cố gắng hết khả năng để không có trường hợp đó. Thì cả nhà cũng thấy rồi, nếu mà một chúng ta mua một tờ vé số mà tỷ lệ trúng trên 90%+ thì nó quá cao rồi phải không ạ? Thì là mình và các đồng đội của mình cũng đã hết khả năng của mình rồi. Để hạn chế là 90%+ là không quay trở lại là coi như là quá cao phải không ạ? Đó, bây giờ đồng đội của mình đó, đã mời những người này khó khăn bắt đầu vào rồi. Chỗ mát đợi rồi. Đấy, giờ em phát bao nhiêu rồi? Em phát 80 rồi đúng không? Bây giờ em đếm 100, anh nói chung là em phát hết luôn cho anh. Bây giờ ai có phiếu giơ tay lên con. Rồi bây giờ ai chưa có phiếu đâu rồi? Ai chưa có phiếu đâu rồi? Ủa nãy con thấy đông lắm mà. Là coi như còn 80+ người thôi đúng không? Chưa có phiếu qua đây em con. Chưa có phiếu. Ngoại có phiếu rồi, ngoại bên đây. Ai chưa có phiếu qua đây em con? Ai chưa có phiếu? Chú làm nghề gì? À, tại vì chỉ phát cho những người khó khăn thôi nha. Còn những người mà mình hơi khá một chút là mình không có nhận được nha. Ai chưa có phiếu qua đây em con? Ai chưa có phiếu mà cần sự trợ giúp của Mạnh Thường Quân á? Bao nhiêu người? Em ơi, đếm giùm anh bao nhiêu người? Sao lại trễ vậy? Đưa cho anh phần đi em. Rồi còn bao nhiêu người em? Ờ em đếm đi. Vậy là mấy ngoại cứ đứng đó làm con đi. Khoan, cho gì vậy? Không có cho gì hết, bỏ xuống. Cái đó là ổng làm nhận trễ. Bỏ xuống, bỏ xuống. Bỏ xuống hết. Anh phát cái này là anh phát khác. Bây giờ còn nhiêu? Hồi nãy mình phát là bao nhiêu phiếu? 80, ok, phát luôn 16 người cho anh đi. Đưa cho chú đó lấy lại cái phiếu giùm anh đi. Rồi, cảm ơn. Hôm nay 16 người cắt cái gì hả? Có nhảy đi mới là 16 người cắt. Cứ nhập vô luôn đi. Cứ nhập vô luôn đi, tổng cộng số đi rồi anh phát một lượt hết. Rồi bây giờ là phát đủ hết phiếu cho anh đi. Nè con xin nói lại với bà con nha, mình thật sự khó khăn mình hãy lại. Còn mình nếu mà mình có khả năng á thì mình đừng nên nhận những cái phần quà này để dành cho những người khó khăn hơn. Đó là con nói trước để cho bà con có thể biết. Rồi bây giờ cứ qua ai nhận phiếu và qua bên đó không con đi. Bây giờ là mấy anh chị là mấy phát sau cùng đó, đứng bên đó đi. Rồi anh chị nghe theo đồng đội của em nè, mời phía sau. Rồi ra phía sau giùm em đi. Ra phía sau giùm em đi. Là bao nhiêu phiếu em? Bây giờ là thật sự khó khăn mình mới cần sự trợ giúp nha. Chị làm nghề gì? Mấy giấy số hả? Rồi có giấy số không? Vậy rồi sao rồi bán giấy số? Chị phải nói thật, chị làm nghề gì và chị tại sao lại cần giúp? Chị khó khăn thì em mới gửi được. Đưa cho anh tờ đi. Hả? À, thà chị nói như vậy thì mình cần sự trợ giúp thì em sẽ gửi. Nhưng mà em cần là thành thật. Rồi vô đi. Rồi bao nhiêu phiếu em? 20. Rồi bây giờ con nói bà con nghe nha. Dẹp hết này qua đó làm anh đi. Dẹp hết này qua. Là hôm nay con chỉ phát là con phát xong là 88.800.000 rồi. Dành cho 400 phần quà cho bà con buổi sáng rồi. Nhưng mà con không nghĩ là bà con khó khăn lại còn rất là đông như vậy. Thành ra là con quyết định sử dụng cái số tiền của vợ chồng chú Bảy cũng là ở bên Mỹ. Đó, thì gửi về cho con là $1,400. Con vừa đổi ra là được 33.138.000. Thì là cái số này á, là 13.138.000 thì con sẽ là mua chiếc xe lăn điện cho chú kia theo yêu cầu của Mạnh Thường Quân. Là con còn 20 triệu. Nếu bà con ở đây
có khoảng là 100 người thì con sẽ gửi cho bà con mỗi người là một phần quà là 200.000 ha. Nhưng mà con nói bây giờ là con đã đủ hết rồi và con không phát sinh thêm nữa nha. Nha, là coi như là bà con nào có phiếu thì nhận thì thôi, rồi con hết tiền luôn rồi. Thành ra là đừng có đòi hỏi con thêm nha. Con đã cố gắng hết sức rồi đó. Dạ. Coi bà con nghe rõ không ạ? Những người nhận phiếu đỏ trước là sẽ nhận trước. Nhưng cái vấn đề chỗ là gì? Khi mà nhận cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con. Để chi? Để tại vì người ta là bỏ công sức ra, người ta làm lao động bên nước ngoài á, người ta mới có tiền người ta gửi về giúp cho bà con. Chứ không phải là con nói là tiền không phải trên trời rơi xuống đâu. Thành ra là người ta cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt. Bà con khi nhận được chỉ là một tiếng cảm ơn thôi, hai chữ rất là nhỏ, nhưng mà nó rất ấm lòng đối với những người gửi về. Thành ra là khi mà bà con mà nhận á, bà con cảm ơn một cái cho Mạnh Thường Quân vui. Đã, con xin nhắc lại nha, bà con đang nhận được sự ủng hộ của vợ chồng chú Bảy nha, à, ở bên Mỹ nha. Rồi sau đây con sẽ bắt đầu con phát tiền. Dạ. Đó. Đó. Dạ rồi. Em lấy tiền dưới yên cho mình đi. Tâm. Phát hàng này trước. Rồi phát hàng nào trước? Hàng này trước. Hàng này trước, ok. Rồi. Một người nhận phiếu, một người nhận tiền. Các đồng đội của mình cũng đã rất là mệt rồi cả nhà. Một người là hôm nay cũng đã phục vụ gần 80 người rồi. Rồi, đây, nghe theo quý nè. Em đứng qua anh đây đi. Em đứng qua đây. Em đứng xa ra luôn. Để chi qua cái vòng này là vòng lấy phiếu, rồi sau đó vòng này vòng phát tiền. À, con sẽ nói với bà con nha. Con đã hết tiền rồi, con không còn phiếu nào nữa. Thành ra là bây giờ bà con mà nào lại sao nữa thì con sẽ không có còn để phát nữa. Con sạch sẽ tiền rồi nha bà con. Đó, con chia sẻ cho bà con biết luôn á. Rồi, ok, bắt đầu. Rồi bây giờ là em đưa phiếu cho chị áo trắng, sau đó em lên đây em nhận tiền. Mỗi người là 200.000 em. Một người trao thôi. Rồi, cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn. Đếm cho kỹ nha, tiền nó dễ dính lắm nha. Dạ rồi. Hết rồi. Không còn nữa. Hết rồi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Rồi con nói rồi đó, mấy cô mấy chú là đang nhận sự ủng hộ của vợ chồng chú Bảy nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn chú Bảy. Dạ. Rồi, cảm ơn chú Bảy. Dạ rồi. Đó, người ta cũng Mạnh Thường Quân cũng làm đổ mồ hôi sôi nước mắt để gửi về cho bà con đó. Mấy cô chú gửi phiếu cho bà nó tránh giùm nha. Hết phiếu anh ơi, hết phiếu rồi, về cho em. Cho con kiếm tiền. Không còn nữa. Về nghỉ đi. Cảm ơn. Dạ. Đó, cảm ơn Mạnh Thường Quân, anh Minh. Rồi. Khỏe. Dạ rồi. Đó, đây là những sự ủng hộ của vợ chồng chú Bảy nha bà con. Rồi, đi tới rồi chị. Hai cô đi về giùm con. Đã nhận xong rồi. Dạ cha cho Út gửi lời thăm hai vợ chồng chú Bảy bệnh nhiều. Dạ. Sức khỏe con. Dạ rồi. Rồi, rồi con chào ngoại. Cảm ơn Mạnh Thường Quân trợ trợ cho tụi tôi. Dạ. Mấy anh bệnh cũng khỏe nha. Dạ rồi. Cảm ơn, may mắn dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ. Dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ rồi.
Dạ dạ. Ê, vậy đâu lại vậy? Khoan. Chị đi ngang qua mà chị đi không có được, chị đứng ngang, yên ra ngoài không, bây giờ cô ra ngoài giùm con đi. Dạ dạ dạ. Dạ cô ra ngoài giùm con đi. Cô ra ngoài giùm con đi, để chút xíu con kiểm lại, nếu mà còn thì đúng là của cô, còn không còn là không phải. Cô ra ngoài con đi. Đi đâu vậy vậy? Chú né kìa. Chú nánh né kìa, con đã nói hết rồi. Chú ở ngoài, chú chạy vô mà. Rồi. Đừng có tính như vậy, không có được. Dạ rồi. Hết phiếu rồi chị. Lần này là đã xong hết rồi, hẹn đợt sau đi, đợt khác đi. Giờ là hết tiền, hết bạc, hết gì luôn rồi. Hết sức luôn rồi. Dạ rồi. Phải chịu thôi chứ không còn tiền nữa. Bây giờ không còn quà, không còn tiền nữa, phát hơn 100 triệu rồi. Dạ rồi. Hôm nay là hết sức lực luôn rồi. Rồi cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con đi. Dạ rồi. Rồi con cảm ơn nhiều. Rồi bây giờ phát phiếu trước đi. Chứ mà kiểu mà phát sinh kiểu này là tới mai cũng chưa hết nữa. Dạ. Mà tiền thì dạ, tiền con có giới hạn thôi, chứ Mạnh Thường Quân nó cũng gửi về giới hạn thôi chứ đâu có mà nhiều. Dạ. Dạ rồi rồi. Đó thành ra là mấy cô mà khi dạ rồi. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Đếm kỹ nha em, tiền dính đó. Ừ. Cảm ơn chú. Dạ rồi. Dạ. Cảm ơn. Dạ rồi. Dạ rồi, con cảm ơn nhiều. Cảm ơn chú. Chú mình cũng cho lại chứ gì. Cảm ơn bệnh viện. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nghe. Dạ cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn mình. Dạ. Ghê quá. Dạ. Dạ. Rồi rồi anh đi bán đi. Cảm ơn chú Minh nhiều nha. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều lắm. Khoan. Bây giờ còn mấy người chưa có phiếu, đứng vô con ơi. Rồi đưa đưa cụ đó trước đi. Rồi em đưa đi, em đưa đi. Rồi bây giờ đếm thôi còn bao nhiêu người. Chú ra đi. Chú. Cuối cùng ra. Bây giờ chú lãnh ra giùm con, không có lãnh giùm. Nãy tôi nói giùm là tôi dặn giùm bà già đó, hỏi có anh này nè, công nhận không? Tôi nói rồi. Tôi nói chú lãnh giùm đó, tôi không. Bây giờ chỉ giải quyết 5 người này thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Còn mấy người? 4 người thì lựa 4 người già nhất. Có anh này anh nói xanh này ra em đi, rồi dạo lại 4 người còn lại, rồi giao mỗi người 50 em là xong, là coi như hết tiền luôn. Dạ rồi. Đưa chị áo vàng là xong. Rồi con xong hết rồi cô ơi. Rồi tóm lại là mình đã phát xong 3 tấm lòng của ba Mạnh Thường Quân, đã gửi cho mình là 4.400, đó là anh Tấn và chị Hồng, và 1.400 là vợ chồng chú Bảy. Xong cái buổi phát ngày hôm nay là 25 tháng 4 năm 2021. Và bây giờ tụi mình sẽ ra để tụi mình bàn tính làm cái nữa. Giờ cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Rồi cả nhà ơi, vậy là mình đã phát xong tấm lòng của ba Mạnh Thường Quân.
anh Tấn, chị Hồng với 4.400 đô la, vợ chồng chú Bảy với 1.400 đô la, thì tổng cộng là như là 4.800 đô la là mình đã đổi, 5.800 đô la trong ngày hôm nay. Thì mình cảm ơn các đồng đội rất là nhiều, đã rất là nhiệt tình. Đó, đây là bạn Phúc, bạn Quý, Quý quên tên luôn rồi nha. Bạn Trinh phát xong cái đợt 110 mấy triệu này là mình mất trí luôn rồi. Bạn Tâm, bạn Yến và bạn Vinh. Rồi cũng thế đó là cũng chia sẻ với các bạn luôn, đây là tấm lòng của cô Tuyết mà Mạnh Thường Quân bên Mỹ gửi cho chúng ta mỗi người một chai dầu gió xanh. Rồi bây giờ chúng ta hãy cảm ơn bố Mạnh Thường Quân trong ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn bố Mạnh Thường Quân. Dạ, cảm ơn cô Tuyết đã gửi dầu. Đó, cả nhà thấy không? Em mình rất là dễ thương luôn. Rồi chia luôn em. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Cảm ơn những Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Chúc cả nhà sức khỏe, hẹn gặp lại cả nhà trong video sớm nhất. Chào tạm biệt cả nhà. Ở cả nhà rất là quý luôn đối với những người khó khăn đó cả nhà. Thì cũng thấy là đồng đội của mình rất là hết tâm sức, thành ra là cũng hỗ trợ cho các đồng đội của mình. Mỗi người một hộp bún chay em. Bún chay rất là ngon nha. Ồ, quá hấp dẫn luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà nha cả nhà. À cảm ơn. À quên nữa, sẵn đây thì chúng ta cũng cảm ơn ha. Team của chúng ta nhất định là phải cảm ơn anh Tấn và chị Hồng. Đã hỗ trợ cho team chúng ta cái số tiền còn lại để cho team chúng ta là hoạt động duy trì. Rồi, hoặc là cảm ơn anh Tấn, chị Hồng. Đó. Và cảm ơn con bé, còn chị Yến Vi nữa. À, cũng hỗ trợ cho team chúng ta luôn. Dạ cảm ơn chị Yến Vi. Đó. Chị Yến Vi là tương tác thường luôn. Rồi cảm ơn team nha. Rồi cảm ơn sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân rất là nhiều ạ.